lại tăng trưởng. Khẩu trang khỏi phải bàn rồi, mỗi người bây giờ ngày thì dùng ít nhất vài cái. Còn khẩu trang dùng một lần mà đi ra đường về cái phải bỏ. Rõ ràng chúng ta thấy năm ngoái còn cháy khẩu trang mà. Được chưa? Thực phẩm chúng ta thấy, nhất là đồ hộp, thực phẩm dự trữ được. Đúng không ạ? Thuốc men, đúng rồi. Bây giờ vaccine COVID đang, người ta đang ngoại giao vaccine. Không phải là chuyện bạn có tiền hay không, mà vấn đề là bạn có mua được hay không. Đó. Rồi sắp tới chúng ta sẽ thấy là gì? Thuốc điều trị COVID. Rồi người ta dự báo là còn một ngành nữa là gì, sau này là gì, những người mà bị tâm lý ảnh hưởng trong giai đoạn giãn cách thì sẽ có những cái người sẽ làm công tác là điều trị tâm lý cho những người bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách. Đấy là một cái nghề mà từ xưa giờ làm gì có giãn cách COVID dài như thế. Và bây giờ có thì người ta sẽ phải điều trị. Đó, bất động sản. Bất động sản thì như lúc nào cũng tăng đấy. Nam ạ, bạn ấy phải quan tâm bất động sản nha. Vaccine trung thành rất là tuyệt vời. Ok. Xin mời anh Đức đi, anh Đức đã vào rồi. Xin mời anh Đức mở mic ra, anh Đức có thể phát biểu. Xin phép tắt cái slide nhé để cho ban tổ chức trao đổi ạ. Và xin chào mừng anh Đức ạ. Xin được cảm ơn thầy Lê Anh Tuấn. Xin được chào tất cả các bạn Nó học sinh trường Trung học Nghề Cơ khí 1 Hà Nội. Hôm nay thì ban tổ chức có tổ chức một cái chương trình là lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội cùng với cả trường Trung cấp Nghề Cơ khí 1 Hà Nội. Và cái nội dung buổi ngày hôm nay là cái buổi tổ chức tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12 của trường, là một cái hoạt động đầu tiên của giữa hai vị kết nối với nhau. Và rất được trân trọng cảm ơn thạc sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia người kết nối giữa trung tâm với những bạn học sinh sinh viên có nhu cầu về định hướng nghề nghiệp. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là trong buổi ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn sinh viên, học sinh sinh viên của trường Trung cấp Nghề có những định hướng về cái nghề nghiệp của mình, đặc biệt là trong quá trình chúng ta học và làm việc, chúng ta sẽ có nhận được những cái tư vấn để chúng ta tìm được cái đường đi đến cái đích thành công, nó ngắn hơn, nó gần hơn, đến với cả thành công nó gần gũi với cả cái hoạt động chúng ta nhiều hơn. Hôm nay thì ban tổ chức có một số lý do nhất định thì ban giám hiệu nhà trường cùng với cả ban giám đốc trung tâm tổ chức lễ ký kết tại trung tâm. Tuy nhiên thì cũng rất là cảm ơn thầy Tuấn đã kết nối cái hoạt động tư vấn cho các em học sinh. Và trong vòng 2 tiếng thì ban tổ chức sẽ gửi tới các bạn những nội dung liên quan đến nghề, hướng nghiệp nghề và các nội dung liên quan đến cái xu hướng nghề nghiệp trong 10 năm tới. Và cũng rất mong muốn là qua cái khoảng thời gian rất ngắn, qua khoảng thời gian ngắn thì các bạn học sinh của nhà trường sẽ tìm hiểu được, khám phá được những cái gì mình cần, cái gì mình mạnh, cái gì mình yếu và mình cần làm những điều gì để mình có được cái định hướng tốt hơn. Thì chúng tôi cũng mong muốn đồng hành cùng các bạn để giúp các bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Và sau đây xin được cảm ơn thầy Tuấn và mong muốn là các bạn học sinh của trường Trung cấp Nghề Cơ khí 1, các thầy cô của trường Trung cấp Nghề Cơ khí 1 sẽ cùng tham gia lắng nghe và gửi những câu hỏi, những cái mong muốn chúng tôi chia sẻ, thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cùng chia sẻ, cùng gửi gắm để các thầy, các cô và các em sẽ có cái điều kiện tiếp cận với cả cái Recording in progress. xin được cảm ơn. Xin mời thầy Tuấn ạ. Cảm ơn anh Đức. Không biết ban giám hiệu nhà trường có phát biểu không anh? Báo cáo các thầy là vừa rồi thì các thầy trong ban giám hiệu là vừa đi khảo sát một vòng của trung tâm. Tuy nhiên thì là cái hệ thống đường truyền tín hiệu thì là đường truyền chung cho nên các thầy cô hiện nay đang trên đường di chuyển về nhà trường, và cô Hà hiệu phó
Thì đã báo cáo trao đổi là sau đây ít phút nữa thì cô về đến trường thì cô Hà Thị Phó sẽ là người trực tiếp sẽ dự cái cuộc này và được lắng nghe. Vâng ạ. Xin được các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy lãnh đạo trong khoa thì đã dự và chứng kiến các cái nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì cô Hà sẽ là người trực tiếp sẽ về đến trường, chắc là chỉ còn ít phút nữa thôi thì cô Hà sẽ tham gia và sẽ lắng nghe toàn bộ cái nội dung ngày hôm nay ạ. Vâng, thế tức là chương trình tiếp tục bắt đầu anh nhé. Ạ, xin mời thầy Tuấn tiếp tục ạ. Vâng, rồi cảm ơn anh Đức. Vâng, thế chúng ta lại quay trở lại với chương trình của chúng ta. Rồi, thưa các em, như cái phần đầu tiên chúng ta đã nói về một thế giới đang thay đổi, thậm chí một thế giới đảo lộn. Rất nhiều cái giá trị trong thời gian trước còn và bây giờ có thể không còn nữa, và tương tự có rất nhiều cái giá trị mới, những cái ngành nghề mới sẽ ra đời. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên mà thầy sẽ trực tiếp trao đổi với các em, đó là thế giới nghề nghiệp việc làm, cách lựa chọn trường chọn nghề như nào cho nó phù hợp. Bây giờ các em đang học lớp 12 rồi, thế thì bây giờ thầy hỏi các em những một cái tư duy đúng trong chọn nghề chọn trường. Bây giờ lớp 12 thì thông thường bố mẹ sẽ hỏi mình câu gì, các bạn chat cho thầy nào. Bố mẹ thường hỏi mình câu gì, sắp tới học xong lớp 12 thì làm sao? Mời các em chat đi cho thầy nào. Học lớp 12 rồi thì bố mẹ rồi người thân bạn bè hay hỏi mình cái gì? Trong vấn đề sau này con định làm gì? Ok, cảm ơn Hiếu. Thế mày đã định làm ăn đâu chưa con? Ok, tiếp tục đi các bạn. Rồi, thầy thấy chính ra trường mình các em lại như vậy là có một cái kiến thức về hướng nghiệp rất tốt đấy. Bao nhiêu lâu bán được 1 tỷ gói mè? Ok, làm vậy thì kinh doanh nhỉ? Rất cảm ơn em. Cầm cờ lê lên đi con. Ok, thưa với các bạn nhé, thầy bật mí này, từ nãy giờ toàn những con trai chat cho thầy, hình như đây mình không có con gái nào à, chả các bạn nào phải thầy cả. Thầy có một cô con gái học lớp 12 bằng tuổi các em đúng không, sinh năm 2004. Thế thì thông thường là như này, nếu như một tư duy bình thường chúng ta thấy học lớp 12 xong con thầy học trường Phan Huy Chú, quận Đống Đa, mọi người hay hỏi là ồ thế học lớp 12 xong thì sắp tới thi vào trường gì? Tất nhiên của mình là trường trung cấp nghề, các em học xong lớp 12 đã có thể bắt đầu tham gia thị trường lao động. Nhưng nếu mà các bạn mà học ở khối phổ thông trung học thì bây giờ đang chuẩn bị với cái cuộc thi, một cái vượt rào, một cái vũ môn, đó là thi vào cao đẳng đại học đúng không ạ? Và thông thường chúng ta sẽ hay nhận được câu hỏi, à thế thì sắp tới cháu thi vào trường gì, con thi vào trường gì, cậu thi vào trường gì, chị thi vào trường gì, vân vân. Thế nhưng mà chính là các em hôm nay các em lại trả lời rất tuyệt vời. Bố mẹ hỏi các em cũng rất tuyệt vời. Chọn nghề nào lương ổn định, giới thiệu việc cho em đi, tức là chúng ta nghĩ đến việc làm cái gì. Đó, tuyệt vời. Thầy chúc mừng các em nha. Tất cả các bạn tự đánh cho mình một tràng số 2, pháo tay thật lớn ạ. Vậy thì thưa các em, câu hỏi đúng, các em sẽ sửa lại trong nhận thức của mình. Bạn nào đã nhận thức đúng rồi thì ghi nhớ nó lại và sau này hướng dẫn lại cho người khác. Nhá, hướng dẫn lại cho người khác. Câu hỏi đúng là gì? Sau này bạn muốn làm nghề gì? Hoặc là sau này bạn muốn làm công việc gì như các bạn đang chat đây này? Đấy mới là câu hỏi đúng. Tại sao lại hỏi làm nghề gì, công việc gì? Bởi vì em muốn làm nghề gì thì em sẽ xem ngành nào đào tạo ra nghề đó. Và từ ngành nào đào tạo ra nghề đó em sẽ xem trường nào có cái ngành đó. Vậy thì chúng ta thấy là nếu từ một nghề, ví dụ các bạn đang hỏi rất nhiều vấn đề là gì, làm giàu, làm kinh doanh đúng không, kinh doanh. Thế bây giờ chúng thầy mở lên cho em xem này, ví dụ đây, tư duy đúng trong chọn trường chọn nghề, đầu tiên là từ nghề mới ra ngành, ngành rồi sau đó đến trường. Thế bây giờ thầy hỏi em nhé, muốn làm về kinh doanh hay là muốn gọi là làm doanh nghiệp đi thì học cái gì, học cái gì để đào tạo ra người làm kinh doanh? Các em chat cho thầy nào. Chat thôi, không cần phải phát biểu đâu. Đông người chúng ta chưa cần phát biểu. Nào, muốn làm kinh doanh, muốn làm doanh nghiệp, muốn làm ông chủ đi, sếp đi, doanh nhân đi. Hôm nay là ngày doanh nhân này, ngày 13 tháng 10. Muốn làm một doanh nhân thì học cái gì? Học kinh tế, đúng rồi, cảm ơn Minh Dương. Ngoài kinh tế ra có thể học cái gì nào? Bạn nào biết lại chat tiếp nào. Có nhiều thứ để làm được kinh doanh, để làm doanh nhân lắm, không chỉ kinh tế đâu. Nào.
học sale, học du lịch cũng được, đúng rồi, mở công ty du lịch, thế là thành giám đốc rồi thì đúng rồi, học du lịch, học ngoại thương, đúng rồi. Đấy là, thầy đang hỏi ngành nhé, ngoại thương chắc em đang là đi trường, học kế toán cũng được mà, ok, đúng rồi, chính xác. Vậy thì các em sẽ thấy là gì, để đào tạo ra một nghề có rất nhiều ngành, và bây giờ nếu là lại là một ngành thì chúng ta thấy rất nhiều trường đào tạo ngành đó đa cấp. Bạn nào có vẻ bị ám ảnh đa cấp nhỉ, bạn Thành này, từ nãy giờ cứ cứ là cứ nói mãi về vấn đề đa cấp là một mô hình kinh doanh tiến bộ nha Thành nha, có thể em bé quá em không hiểu nổi. Còn cái mà em đang nói là cái mà lừa đảo thì ở lĩnh vực nào có mô hình đa cấp không lừa đảo, nhưng mà những người lợi dụng nó để lừa đảo thì có rất nhiều, nên dẫn đến là em đánh đồng với đa cấp là lừa đảo. Còn đấy là một mô hình tiến bộ của thế giới nha. Rồi ok, học IT, ok. Vậy thì bây giờ ví dụ như bạn bạn vừa đấy, bạn Nam nói là muốn làm doanh nghiệp thì chúng ta học kinh tế. Vậy thầy hỏi các em kinh tế hoặc quản trị kinh doanh được, thế trường nào có ạ? Trường nào có ngành kinh tế, trường nào có ngành quản trị kinh doanh, quá nhiều trường luôn đấy. Trường kinh tế quốc dân cũng có, trường ngoại thương các em nói đến cũng có, trường thương mại cũng có, trường đại học kinh doanh công nghệ cũng có, trường bách khoa cũng có. Nhưng nếu là cao, đấy là đại học thôi, cao đẳng có không? Cao đẳng bách khoa cũng có ngành quản trị kinh doanh, cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội cũng có quản trị kinh doanh, được chưa các em? Vậy thì đấy, tư duy đúng có nghĩa là gì? Đầu tiên các em phải chọn nghề, rồi từ đó các em sẽ chọn cái ngành mà đào tạo ra nghề đó, và từ cái ngành đó các em xem trường nào có để chúng ta lựa chọn. Đấy, thầy cho các em một cái công thức nhé, một cái tư duy đúng trong chọn trường chọn nghề, các em ghi nhớ lại, chụp lại cũng được nếu cần. Đừng bao giờ hỏi là cậu thi trường nào, mà hãy hỏi là gì, cậu muốn làm nghề gì. Từ nghề đó thì mình biết là tại sao cậu vào trường đó, học ngành đó chứ. Muốn học muốn làm công an thì chúng ta phải xem là khối ngành gì và vào trường gì. Muốn làm bác sĩ chúng ta phải xem là khối ngành y, ngành dược ở trường nào, đúng không ạ? Đó, đấy là đầu tiên nhá, tư duy đúng trong vấn đề chọn, và thầy ghi đó là chọn nghề rồi đến chọn trường. Ok các em, học thì phải yêu nghề, thầy nghĩ đúng rồi, cái này thì tuyệt vời Thành ạ. À, tí nữa đến nói chuyện yêu nha, yêu nghề ta sẽ nói kỹ hơn nhé. Ok, cảm ơn em. Tiếp tục, khi ta đã biết chọn là chọn nghề rồi, từ nghề ta sẽ dẫn đến ngành và đến trường, thì khi chọn một trường ta lại phải phù hợp với ba yếu tố các em nhé. Thầy quay lại câu chuyện là các em muốn làm doanh nhân, các em muốn học quản trị kinh doanh hoặc học về kinh tế, các em sẽ có thể chọn vào trường kinh tế, trường thương mại, trường ngoại thương, trường bách khoa, trường cao đẳng kinh tế, trường cao đẳng bách khoa, vân vân. Vậy thì ba yếu tố để chọn một trường là cái gì? Trong rất nhiều trường các em có thể chọn, yếu tố đầu tiên là khả năng của bản thân mình. Khả năng nó có hai ý nghĩa, một là cái năng lực mà các em phù hợp với cái nghề đó, hai là học lực mà các em phù hợp để đỗ vào trường đó. Em thử nghĩ đi, em muốn thi vào một trường, em muốn làm doanh nhân, em muốn học quản trị kinh doanh, em muốn thi vào kinh tế quốc dân. Nhưng vừa rồi thầy biết là năm 2021 kinh tế quốc dân hình như lấy ngành quản trị kinh doanh là khoảng 27 điểm rưỡi. Thế bây giờ mà em không đủ điểm thì em sao em đỗ được vào kinh tế quốc dân? Vậy em phải tìm, à thế thôi, có thể học cái ngành kinh tế nó chỉ lấy 26 điểm rưỡi thôi, hoặc là có thể thi vào trường khác lấy điểm thấp hơn kinh tế quốc dân. Đấy là đầu tiên là học lực. Thứ hai là gì, liên quan đến vấn đề là gì, năng lực của mình có phù hợp với nghề đó hay không. Tí nữa thầy sẽ minh họa cho các em nhé. Đây, năng lực đây, người ta nói thích nhưng phải phù hợp các em ạ. Em chắc các em biết trai em rồi, trai em là một thần tượng của giới học sinh chúng ta đúng không? Trai em thích hát lắm, trai em đến từ chuyện chú người máy, mèo máy đến từ tương lai, Doraemon. Trai em thích hát, có thể hát mọi lúc mọi nơi, nhưng chắc mọi người đều biết trai em có khả năng hát hay không rồi. Trai em không hát đâu, mà trai em đang hét vào tai mọi người. Vậy thì rõ ràng bạn ấy đam mê, bạn ấy thích, nhưng bạn không phù hợp. Một người thích học là bác sĩ, muốn học ngành y, nhưng người đấy sợ máu, nhìn thấy máu là ngất. Vậy thì rõ ràng để mà trở thành một bác sĩ được thì bạn ấy phải vượt qua nỗi sợ đấy. Chứ nếu mà bác sĩ mà bây giờ cứu người mà vừa nhìn thấy người máu me me tai nạn ra, bác sĩ ngất trước thì ai cứu người? Đầu tiên phải cứu bác sĩ đã chứ, đúng không? Thế nên thích nhưng phải phù hợp em nha. Đấy là yếu tố đầu tiên, thích nhưng phải phù hợp với học lực và phù hợp với năng lực của mình. Học lực thì các em sẽ làm những bài kiểm tra, tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các cái biểu mẫu lập kế hoạch nghề nghiệp cho các em để các em làm được. Nhưng mà năng lực thì các em cần phải có những cái sức đánh giá trải nghiệm. Thầy ví dụ đây, tiếp tục, đây là những cái công cụ mà giúp các em đánh giá khám phá bản thân. Trong quá trình đi tư vấn hướng nghiệp, thầy nhận được rất nhiều câu hỏi: thầy ơi em không biết em phù hợp với nghề gì, thầy tư vấn cho em. Ở đây thầy hỏi thật nhá,
Bạn nào hiện nay đã biết mình phù hợp với nghề nào, đánh số 1. Bạn nào chưa biết mình phù hợp với nghề nào hoặc còn đang băn khoăn trong việc chọn nghề, chưa biết nên chọn nghề nào, đánh số 0. Nếu biết đánh số 1, nếu không biết đánh số 0. Thầy xem có bao nhiêu bạn biết mình phù hợp với nghề gì rồi. Tuấn Minh số 0, ok. Đánh đi với anh, tương tác với thầy đi. Để thầy biết và thầy tư vấn. Ok, có bạn đây, bạn Trung Thành số 0 và 1, tức là vừa biết và vừa không biết. Ok, đa số là chúng ta vẫn còn đang băn khoăn trong chọn. Một là không biết, hai là không biết chọn. Đúng rồi, cái này chuyện này phổ biến các em ạ. Thế mới cần có chuyên gia. Nếu em biết hết rồi thì thầy ngồi đây làm gì nữa cho mệt. Thế nên thầy đang giới thiệu là các em đầu tiên có thể sử dụng các cái công cụ trắc nghiệm, làm các cái trắc nghiệm để khám phá bản thân. Đây là các trắc nghiệm mà trong nhà trường hay sử dụng. Hướng nghiệp, mật mã Holland, hướng nghiệp Ikigai, công cụ là trắc nghiệm tính cách MBTI, công cụ trắc nghiệm tính cách DISC. Đây là những công cụ mà người ta sử dụng phân tích để đánh giá các em, để nó đưa ra một cái kết quả là gì? Em là những người có thiên hướng phù hợp với những nghề nghiệp gì? Họ sẽ gợi ý cụ thể để em chọn. Còn đôi khi bố mẹ, đôi khi bản thân mình là thân thể của mình nhưng chưa chắc mình biết hết đâu. Các em nhớ cho, chưa chắc mình đã biết hết đâu. Thầy ví dụ cho em đây, đây một minh chứng này. Đây, trải nghiệm khám phá bản thân. Thầy hỏi các em, đố bạn nào chat được tên ca sĩ giọng ca hơn cả yêu? Tên ca sĩ gắn liền với ca khúc hơn cả yêu, chat cho thầy. Đố bạn nào? Đức Phúc, tuyệt vời. Bạn Thành tương tác rất tốt luôn. Thành cứ tương tác, cuối giờ thầy có ba cuốn sách hướng nghiệp, thầy cho em chọn một cuốn tặng em luôn. Nhất trí không? Các bạn khác muốn nhận sách cũng tương tự nhé. Thầy có sách về kinh tế này, sách về công nghệ thông tin, sách về các loại hình nghề nghiệp nói chung, ba cuốn sách này tặng em nếu các em tương tác. Đức Phúc, ok, bây giờ câu hỏi chính là như này, đố các em biết Đức Phúc học trường gì, ngành gì mà lại làm ca sĩ hát hay như thế? Trả đi, một ca sĩ hát hay như Đức Phúc học trường gì, ngành gì? Nghề rồi là ca sĩ, vậy thì ngành gì, trường gì? Bạn nào chắc được, bạn nào chắc đúng thầy tặng luôn cho cuốn sách nữa. Ngành gì, trường gì? Sân khấu điện ảnh, kiến trúc, trường nghệ thuật điện ảnh. Không có trường nghệ thuật điện ảnh nhé, khóc thuê. Huấn hoa hòe, bạn Huấn này hòe vui tính đúng không? Huấn nếu mà thấy nội dung nó không cần thiết thì em có thể tắt mic đi ngủ, nhưng mà nếu không thì chat nghiêm túc để thầy còn tư vấn cho các bạn nhé. Học cao đẳng, cao đẳng, thầy đang hỏi học trường gì, ngành gì cơ, em trả lời được xem nào. Tại sao lại học, bạn này học trường gì, ngành gì mà đào tạo ra một ca sĩ hát hay đi thế? Đại học xây dựng, đúng rồi, đại học xây dựng đúng rồi, nhưng ngành gì? Xây dựng có ngành gì mà lại đào tạo ra ca sĩ được? Rất ít người biết, các em có thể lên Google mà search. Rồi, chúng ta xem này. Thôi thầy bảo là bạn nào mà trả lời được cả hai câu thì sẽ có quà, nhưng mà một bạn trả lời ngành kiến trúc công trình, đúng rồi, Chí Dũng, đúng rồi. Học đại học xây dựng ngành kiến trúc. Nhưng mà không bạn nào trả lời được cả hai câu cả. Đây, Đức Phúc của chúng ta đẹp tuyệt vời. Nhưng các em hãy nhớ, từ đâu mà chúng ta khám phá ra một Đức Phúc? Từ đâu mà chúng ta biết đến Đức Phúc nào? Bạn nào nhớ chắc cho thầy. Từ đâu? Từ một cuộc thi âm nhạc, The Voice, giọng hát Việt, đúng rồi, tuyệt vời, cảm ơn các em, giọng hát Việt. Chúng ta nhớ khi đó Đức Phúc đây ạ, lần đầu tiên chàng trai xây dựng này đứng trên sân khấu The Voice, ban tổ chức phải tắt đèn và anh ấy đứng quay lưng lại, không dám nhìn vào khán giả. Bởi vì anh ấy không tự tin, anh ấy sợ giao tiếp, anh ấy hoảng sợ khi gặp đám đông. Nhưng khi tắt đi, anh ấy chỉ có một mình trên sân khấu, không ai nhìn thấy anh ấy không nhìn thấy ai. Anh ấy cất giọng hát, chỉ những câu đầu tiên thì các giám khảo đã ấn nút quay lại và khán giả đã vỡ òa ra trong hạnh phúc, bởi vì biết đây là một giọng ca trời phú. Và chúng ta không thể tưởng tượng nếu như Đức Phúc vẫn cứ theo học đại học xây dựng ngành kiến trúc thì ngày hôm nay chúng ta có một kiến trúc sư tài ba mang tên Đức Phúc hay không, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ mất đi một ca sĩ hơn cả yêu Đức Phúc bây giờ. Vậy thì cái cách thứ hai để các em biết được mình phù hợp với cái gì,
đó là em phải trải nghiệm cái nghề đó. Có những người có kinh nghiệm, những người am hiểu lĩnh vực đó đánh giá nhận xét các em, thì các em mới biết là mình có thực sự phù hợp hay không. Cha em có thể cảm nhận là mình rất thích hát, nhưng nếu những người có khả năng nghệ thuật, những ca sĩ, người ta sẽ nghe và người ta phân tích và sẽ đánh giá bạn có khả năng hát hay không. Còn tất nhiên thầy không nói là có những người không có khả năng hát nhé, nhưng nhờ nỗ lực rèn luyện người ta vẫn có thể hát được, thậm chí vẫn hát hay được đó. Nhưng mà rõ ràng cái nỗ lực người ta phải vượt bậc hơn những người có tố chất. Vậy thì những cái công cụ trắc nghiệm, những cái phân tích về con người sẽ giúp các em làm sao mà lựa chọn cái nghề đúng với năng lực của mình nhất. Khi em chọn đúng năng lực của mình thì rõ ràng là các em sẽ dễ thành công hơn, đúng không ạ? Đi đúng đường, đi đúng vào cái mình có khả năng thì rõ ràng đấy là hướng nghiệp, đấy là các em tìm ra được cái khả năng của mình, cái nghề nghiệp mà mình phù hợp, mà xã hội cần cho mình đó. Thì thầy giới thiệu các em là các em phải làm những cái trắc nghiệm, ngồi tư vấn với chuyên gia cũng phải dựa vào báo cáo phân tích, chứ không phải tự nhiên nhìn mặt và biết đâu, trừ những thầy gọi là nhân tương học nhá. Thế nên các em muốn được tư vấn thì đầu tiên các em phải có những cái khảo sát trắc nghiệm bản thân, xong từ cái kết quả đó thì chuyên gia người ta mới kết nối với các loại hình công việc phù hợp với tính cách của các em đó. Các em nhớ thầy như vậy. Yếu tố thứ hai mà ta vừa nói đến đó là phù hợp với năng lực bản thân. Yếu tố thứ nhất là các em chọn trường là phù hợp với học lực và năng lực bản thân. Yếu tố thứ hai thầy đang nói đến các em đó là gì? Phải phù hợp với tài chính của gia đình mình. Các em nhớ cho, chắc chắn không phải ai cứ đỗ vào một trường nào đó là bố mẹ đã có đủ tiền để cho các em đi học. Các em thử xác cho thầy là một năm học ở trường trung cấp nghề cơ khí 1 Hà Nội, các em bố mẹ phải đóng học phí các em bao nhiêu tiền? Khoảng đấy, có thể các em không phải đóng nên không biết, nhưng mà em thử nói khoảng bao nhiêu tiền, chát nhanh lên nào. Một năm cơ mà, một năm làm gì lại có 3,5 triệu được, 5 triệu một năm nè, ít thế à? Ok em, thầy đã từng đưa các học sinh đi trải nghiệm ở trường TH School, trường cấp 3, một năm học lớp 10 ở trường đó là 353 triệu tiền học phí một năm, 353 triệu. Thế thì bây giờ cứ giả vờ như chúng ta muốn học cái trường đó, hoặc là bây giờ đại học có trường Vin Uni của chúng ta mở ra đẹp tuyệt vời, học phí khoảng gần nửa tỷ, 500 đến 600 triệu tùy vào năm học và ngành học. Thế thì các em nghĩ xem, nếu các em đỗ vào một cái trường như vậy thì liệu bố mẹ có đủ tiền cho mình học không? Khó lắm. Thầy đi giảng với các em này, một tháng lương thầy 5,8 triệu, làm thêm làm nếm mỗi tháng được độ 1-2 triệu thôi. Thế bây giờ mà con học một năm hết 600 triệu thì riêng tiền lương dồn hết lại cả nhà cũng không đủ để đóng tiền học một đứa, chứ đừng nói lại còn vài, có vài đứa. Vậy thì điều kiện tài chính là một cái yếu tố mà các em cần phải tìm hiểu khi các em đi thi vào học vào trường gì. Nếu như sau lớp 12 này có những bạn có thể sẽ lại lựa chọn là đi học tiếp, đúng không? Vẫn có thể mà. Còn có bạn đi làm thì không bạn nhé. Ok, thế nên các em sẽ phải lựa chọn là những cái trường mà tài chính nó phù hợp với mình, tránh trường hợp là mình đỗ nhưng lại không có tiền để đi học. Cái yếu tố thứ ba, phù hợp với năng lực học lực, phù hợp với khả năng tài chính. Nhưng yếu tố thứ ba là yếu tố quyết định, mà yếu tố này thầy thấy các em có vẻ lại có nhận thức đúng rồi. Đó là các em phải học những cái nghề mà phù hợp với nhu cầu xã hội. Ngày hôm nay các em học lớp 12, các em đã có thể tham gia thị trường lao động rồi. Thì cái nghề các em đã chọn rồi thì thầy không nói nữa. Nhưng nếu các em còn có thể học tiếp thì các em lại phải xem cái nghề mà trong thời gian nếu em học tiếp lên cao đẳng 2 năm rưỡi nữa. Học đại học các em mất 4 năm nữa chẳng hạn. Đúng không? Thế thì bây giờ sau 4 năm nữa thì cái nghề mà mình học bây giờ liệu lúc đấy nó còn hay không? Như thầy đã giới thiệu, cách mạng công nghiệp 4.0 nó sẽ xóa bỏ những cái ngành nghề giản đơn mà máy móc sẽ làm thay, không cần con người. Rồi cái cuộc đại dịch Covid này nó cũng sẽ xóa đi rất nhiều doanh nghiệp, nhưng lại tạo ra cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp mới. Vậy thì những cái top ngành nghề, 10 ngành nghề mà sẽ phát triển trong tương lai, trong 10 năm tới, thầy giới thiệu cho các em xem. Các em có thể chụp lại nhé, để mình biết nhé. Đây, 10 ngành nghề sẽ phát triển trong tương lai. Tương lai đây được dự báo là 5 đến 10 năm tới. Vậy thì có những ngành nghề hôm nay đang rất hot, nhưng 5 năm nữa chưa chắc đã còn, 10 năm nữa chưa chắc đã tồn tại. Đấy, các em xem. Bên trường mình các em có những ngành nghề gì, thử chat lên cho thầy xem nào. Thầy cũng chưa có điều kiện tìm hiểu sâu về trường mình. Các em thử chat các cái ngành nghề của trường mình theo như các em biết. Tiện, ngành công nghệ ô tô tuyệt vời. Nói các em nhìn thấy đây, cơ khí, kỹ thuật ô tô số 6 đây.
Tuyệt vời luôn. Nông là nông nghiệp đúng không? Nông nghiệp chất lượng cao, em thấy các tập đoàn lớn của Việt Nam bây giờ đều đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng mà công nghệ cao, chất lượng cao. Chứ người ta không phải là đầu tư nông nghiệp bây giờ là lấy người nông dân ra sử dụng không, máy móc thiết bị hiện đại nha. Nông nhưng nông cạn, cạn thì phải khơi ra thôi Thành ạ. Nha, hàn ô tô, tin điện đây, tin học đây, em sẽ thấy công nghệ thông tin đây. Việt Nam trong vòng 5 năm tới thiếu khoảng 500.000 kỹ sư công nghệ thông tin, thông số người một năm tạo ra không đủ để đáp ứng nhu cầu bây giờ. Bởi vì xu thế cách mạng 1.0 nó đang tạo ra những ngành nghề mới trong lĩnh vực về công nghệ thông tin mà bây giờ chúng ta đang thiếu rất nhiều. Rồi, trí tuệ đúng rồi, nhân tạo AI tuyệt luôn các em, đúng rồi. Bạn bạn Lân à, Nguyễn Văn Lân đây, đúng rồi, ok em đấy, trong này đã nói rồi đây, nghe đó. Vậy thì đây là 10 nghề các em đã chụp lại nhé. Hôm nay chúng ta sẽ không thể đi chi tiết vào các cái nghề này được ngay, bởi vì hôm nay cái chuyên đề này thì nó sẽ không có thời gian để nói kỹ vào như vậy. Tí nữa thầy sẽ giới thiệu cho em những cái các cái buổi khác mà thầy sẽ giảng sắp tới, các em có thể đăng ký để nghe kỹ hơn về từng nội dung mà các em đang quan tâm nhé. Đó, tại một buổi chúng ta chỉ nói được về vấn đề thôi. Hôm nay thầy nói với em về cách cách để các em chọn chọn nghề, chọn trường, và cái thứ hai là thầy sẽ giới thiệu các em các công cụ để em hiểu về mình và để chọn được nghề. Em chọn nghề nhưng nó phải đúng với em cơ. Chứ bây giờ em chọn xong nhưng cuối cùng em lại bảo ơ nhưng cuối cùng em không hợp để làm nó thì là thua, học xong là phí. Tí nữa thầy sẽ giới thiệu các công cụ để các em đánh giá bản thân mình trước khi chọn, biết là nghề gì rồi bây giờ phải đánh giá xem nó có phù hợp mình hay không. Đó, đừng như cha em quyết tâm làm ca sĩ nhưng lại không biết hát, không thể hát được, rất khó để trở thành ca sĩ. Tiếp, vậy thì bây giờ đây thầy đang muốn giới thiệu các em một cái chương trình trước khi là chúng ta chuyển sang cái vấn đề nội dung thứ hai là cái cơ hội, cái cánh cửa chúng ta có thể vừa học vừa làm trong nước và nước ngoài. Nếu như các em còn đang có rất nhiều nội dung băn khoăn và đang chat ở trên ô chat đây thì thầy sẽ giới thiệu các em và giới thiệu với các thầy cô bên nhà trường luôn, nếu các thầy cô đang nghe nắm bắt được cái yêu cầu, cái nhu cầu của các em. Hiện nay chúng tôi đang đi tư vấn hướng nghiệp thì thấy rất nhiều em sau một buổi tư vấn chung như hôm nay các em vẫn còn băn khoăn, bởi vì hôm nay chỉ là buổi tổng thể thôi, các em chưa thể hình dung được hết, riêng câu trả lời của các em cũng không thể giải đáp được hết. Vậy thì để nếu như các em nào còn băn khoăn, còn muốn hỏi, hỏi trực tiếp tôi, hỏi trực tiếp thầy nhé các em nhé, các em nhớ. Thì hôm tới thầy sẽ có một cái chương trình hoàn toàn đào tạo miễn phí. Đây, cái chương trình tập huấn thầy dự kiến nó sẽ diễn ra trong 2 buổi tối, ngày 29, 30. Đây là chương trình lần đầu tiên mà thầy giảng tự do, tức là mọi người hoàn toàn tự vào, không cần phải 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 đóng phí, và thứ hai là không phải ở cơ quan đơn vị nào. Còn bình thường hiện nay thầy đi dạy đây là trường nào mời thì thầy dạy. Thế nhưng mà từ từ đầu năm đến giờ giảng thì rất nhiều em là lúng túng, băn khoăn lắm, mà nhất là vì chúng ta bị giãn cách Covid này, nhiều trường không tổ chức hướng nghiệp được, dẫn đến là các em không biết làm thế nào chọn. Mà lớp 12 đang học rồi, mấy tháng nữa là chúng ta bắt đầu chọn nghề, bắt đầu chọn trường để học tiếp hoặc chọn nghề để đi làm. Thế thì chương trình này gọi là chương trình tập huấn kỹ năng lập kế hoạch nghề nghiệp. Tức là bây giờ các em sẽ được tìm hiểu, đầu tiên là các em sẽ được tiếp cận các cái công cụ để khám phá bản thân mình. Đó, đây thầy sẽ giới thiệu các em một số công cụ trong cái chương trình này, bởi vì hôm nay thì chúng ta không còn thời gian để giới thiệu. Đầu tiên là sẽ các em sẽ được tiếp cận cái bộ công cụ tên gọi là bản đồ hướng nghiệp. Nó sẽ giúp các em là khám phá bản thân mình. Các em nhìn thấy các phần đấy, phần 1 khám phá thấu hiểu bản thân, phần 2 tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp làm. Trong này sẽ kê cho các em danh mục các nghề mà sẽ phát triển trong 5 đến 10 năm tới. Vừa rồi các em nhìn được 10 ngành rồi, nhưng từ ngành nó ra rất nhiều nghề, nó có hàng nghìn, hàng vạn nghề cơ, nhưng thầy sẽ lọc ra những cái ngành nghề cơ bản nhất phù hợp với các bạn. Và phần thứ ba sẽ giúp các bạn thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch mục tiêu nghề nghiệp, và để mình bây giờ còn mấy tháng nữa các em sẽ bắt đầu thực hiện để làm sao mà khi học xong lớp 12 nếu đi làm mình cũng sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất. Thì đấy là đầu tiên thầy giới thiệu cho em bộ công cụ là bản đồ hướng nghiệp trong cái chương trình khóa đào tạo mà miễn phí mà cuối tháng 10 này thầy sẽ giảng. Hôm đấy thì thầy làm trên Zoom cho nên là tất cả các trường các em nào quan tâm cứ tự do mà vào, không có vấn đề gì hết nhé, em nhớ cho. Đó, tiếp tục thầy sẽ giới thiệu các em một cái công cụ thứ hai, đó là cái chương trình trải nghiệm giảng đường. Tức là khi các em lựa chọn một cái nghề nào, một cái trường nào, nếu em đi học em chọn trường, nếu các em đi làm em chọn nghề, thì các em phải tham quan trải nghiệm cái nghề đó, cái trường đó. Bởi vì trăm nghe không bằng một thấy. Khi các em tự tay làm một việc, ví dụ các em đang thấy thầy giảng bài đây, thấy rất là thích đúng không? Nhiều bạn cũng bảo ô làm sao để nói được như thầy.
em thử đứng trước trước gương em nói thử xem nào, cho em nói ba câu nha, chắc còn vấp còn lúng ta lúng túng toát hết mồ hôi. Tức là gì, cái nghề là các em phải thực hành, các em phải làm rồi các em mới thấy nó có phù hợp với mình hay không, chứ còn nhìn người khác làm thấy ngon lắm. Các em nhìn thấy doanh nhân các em thấy ôi dồi ôi trông quách này, com lê cà vạt, điện thoại xịn, đi xe sang, lái xe đúng không? Các em đâu biết có những lúc người ta đau đầu, người ta mệt mỏi, người ta lo toan về tiền mà người ta đâu có kể được cho ai. Các em chỉ thấy người ta xuất hiện là hoành tráng đấy thôi, đúng không? Nhưng em có biết là đằng sau sự hoành tráng đó, bởi doanh nhân là gì, không thể nào mà trông nó nếch nhác được, không thể đi xe xấu được, nhưng mà để có cái xe đẹp đi, có khi người ta cũng không biết lấy tiền đâu đâu mà trả đâu, không phải lúc nào người ta cũng rủng rỉnh hết. Thế nên các em nhớ là người ta nói là đời doanh nhân là người phải chịu sự cô độc, vui cũng không chia sẻ được hết đâu, mà buồn càng không nói được với ai, nói xong là anh em nó sợ chạy luôn. Nhân viên mà sẽ bảo ôi đợt này anh khó khăn quá em ạ, tiền năm công ty rồi chả có, nghe xong nhân viên nó xin chuyển việc hết, đúng không? Lúc nào mặt phải hớn hở, tiền không có vấn đề, chẳng qua là anh chưa lấy về được thôi, chậm mấy hôm nhé, đúng không? Đó đi, chương trình trải nghiệm giảng đường sẽ giúp em trải nghiệm trường, trải nghiệm nghề nếu các em quan tâm nhé. Sau khi trải nghiệm xong các em sẽ biết mình hợp hay không thì để em lựa chọn cho nó đúng. Giống như kiểu yêu yêu qua mạng thì bây giờ mình biết là sao được, mình phải gặp mặt trao chứ đúng không, gặp mặt xong rồi xem rồi nói chuyện rồi thấy ưng hay không thì mình hát yêu đúng không. Đó, thầy khuyên vậy. Và một cái công cụ thứ ba thầy giới thiệu các em là một chương trình tư vấn hướng nghiệp cho các em, nhưng dưới hình thức nhạc kịch mà ngay đầu giờ thầy đã nói rồi. Các em nhìn trên hình ảnh này, đây là một buổi tư vấn đấy. Không biết là hôm nay thầy hỏi thật nha, các em cứ nói thật đi, bạn nào thấy buổi hôm nay thầy nói chuyện này cũng cũng thú vị thì đánh cho thầy con số 9 đi, con số phụng sự cộng đồng, con số mà thầy đang chia sẻ cho các em. Nhưng bạn nào mà thấy nó chán đánh số 0 cũng được, không sợ nhá, để thầy biết lần sau thầy rút kinh nghiệm. Nếu chán đánh số 0, nếu thấy nó cũng có một chút xíu hấp dẫn đánh số 9. Ôi rồi bạn nào yêu quý mà cho nhiều số 9 đấy, cứ nói thật nhé, nói thật nha, bởi vì thầy biết giảng như này nó sẽ không thể nào mà hấp dẫn nhiều được. Thầy cũng cố gắng, cũng nỗ lực, cũng kể chuyện, cũng nói chuyện, cũng tươi trẻ với các em, nhưng mà rõ ràng nó sẽ không hấp dẫn bằng nhiều phương pháp khác. Rồi, cảm ơn các bạn cho thầy rất nhiều số 9, rất là tuyệt vời, thầy cảm ơn các em nhé. Nhưng bây giờ thầy muốn giới thiệu đến một cái chương trình hướng nghiệp nó còn hấp dẫn gấp 1.000 lần như này cơ, đó là chương trình nhạc kịch. Các em có muốn nghe thầy giới thiệu và các em có muốn xem không? Nếu muốn xem các em cho thầy số 1, là rất mong muốn, quyết tâm số 1. Số 1, ok, cảm ơn các bạn. Rồi, thế thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu về cái buổi hướng nghiệp bằng nhạc kịch. Sau đó thầy sẽ giới thiệu một đoạn ngắn thôi, hơn 2 phút để các em xem nhé. Ok, cảm ơn Trung Thành cho thầy rất nhiều số 1, rất muốn xem. Các em nhìn trên hình ảnh thầy đang chiếu đấy. Đấy là các bạn học sinh lớp 11 trường Phan Đình Chú đi dự chương trình hướng nghiệp bằng nhạc kịch. Cả bố mẹ, thầy cô và các bạn đi đi xem. Thế thì chương trình hướng nghiệp các em xem đây. Chúng ta có những hoạt động hoạt náo để tạo warm up chương trình, các em thấy không? Trong nhà hát tuổi trẻ của nghệ sĩ Chí Trung đấy, giám đốc nhà hát tuổi trẻ đấy, táo giao thông đấy, trông âm thanh ánh sáng xịn sò chưa, đẹp không, long lanh ngồi vui không? Đây là đội hình diễn viên nghệ sĩ tham gia vào chương trình nhạc kịch này, và đây là nội dung chương trình nhạc kịch hướng nghiệp. Các diễn viên đang biểu diễn một vở nhạc kịch, vở nhạc kịch được dựa trên truyện Trại Hoa Vàng của Nguyễn Nhật Ánh, một câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn. Ở đây bao nhiêu bạn đã có người yêu rồi, chat cho thầy con số của tình yêu, con số 6 nào, bí mật nào, bí mật chat, có ô chat nào, số 6. Ai ai dám thú nhận không? Em yêu em Trang. Trung Thành, cảm ơn Thành nhá. Những người tên Trang thường là xinh đấy, thầy thầy dự báo cho Thành như vậy, bởi vì con gái thầy tên là Trang. Nên thầy thầy đoán là những người tên Trang sẽ là xinh. Ok. Rồi, cảm ơn các em hỏi vui như vậy thôi, bởi vì cái tình cảm, cái cảm xúc đôi khi em muốn hay không muốn nó vẫn đến. Nhưng mà trong câu chuyện Trại Hoang Vàng thì nó chỉ là cảm xúc của những bạn trẻ học lớp 12 giống các em bây giờ. Nhưng thầy đã đưa vào đó những cái câu chuyện hướng nghiệp, sự băn khoăn trong chọn trường, chọn nghề, rồi cái mâu thuẫn khi bố mẹ thì muốn mình làm nghề này mà mình thì muốn làm nghề khác. Vậy thì làm thế nào để một bạn trẻ giống như các em làm sao để thuyết phục bố mẹ là bố mẹ ơi, con muốn làm nghề này, đây là thực sự là mong muốn của con. Con đã có những cái khảo sát, đã có những trắc nghiệm để biết là con phù hợp, và bố mẹ hãy ủng hộ con, đấy mới là câu chuyện. Nhiều khi bố mẹ bảo mày không nghe tao, tao không cho tiền nữa, không cho đi học nữa. Thế bây giờ làm thế nào để thuyết phục bố mẹ, hoặc ngược lại với bố mẹ, với thầy cô. Hôm nay có cả thầy cô giáo mà, xin nội dung này là trao đổi với cả thầy cô giáo, bố mẹ lẫn học trò, xin phép thầy cô. Thế vậy về phía nhà trường, về phía gia đình, khi chúng ta định hướng cho con thì liệu định hướng đó đã đúng chưa?
liệu thầy cô bố mẹ cũng đã biết được năng lực của con mình chưa? Tôi cũng là phụ huynh, con tôi học lớp 12 đây, nhưng nếu không dùng công cụ tôi cũng không biết nó giỏi cái gì đâu. Tôi phải sử dụng công cụ, từ công cụ đấy phân tích xong thì tôi mới tư vấn được. Thì các con nhà mình ở đây, các bạn học lớp 12 đây, tôi tin cũng là như vậy. Mong thầy cô rồi mong bố mẹ nếu có mặt ở cái buổi tư vấn này, chúng ta cũng phải nghĩ đến một việc, ngoài cái kiến thức, cái kinh nghiệm của bản thân thì có những công cụ khoa học để phân tích được đặc điểm tính cách của mỗi người. Tất nhiên nó không thể đúng 100% được, nhưng mà có cái công cụ phân tích thì dù sao nó sẽ có căn cứ hơn là chúng ta tự nghĩ ra là con mình phù hợp với cái gì. Chỉ thông qua cái hành vi thì chưa đủ đâu, bởi vì có những năng lực mà nó tiềm ẩn bên trong, nó tiềm ẩn bên trong mà nó chưa bộc lộ ra, chưa có môi trường để nó bộc lộ. Đức Phúc nếu không đi thay rửa voi thì chưa chắc bạn đã quyết tâm theo nghề ca sĩ đó. Vậy thì các bạn sẽ thấy là gì đấy, chương trình này nó sẽ giải quyết câu chuyện đó, và đố bạn nào tinh mắt nhìn được xem thầy có ở bức tranh nào. Đây các bạn ơi, thầy thầy ngồi ở gốc cây đây. Các bạn trẻ đây, các bạn trẻ lớp 12 giống chúng ta đây, đang đang vui đùa, đang hỏi nhau chọn trường chọn nghề. Thầy đang ngồi đây đọc báo xem tình hình lao động việc làm. Vậy thì trong chương trình nhạc kịch, thầy Tuấn không cần phải đứng nói với các em hàng tiếng đồng hồ nữa. Thầy chỉ là người dẫn dắt kể về câu chuyện của 7 bạn trẻ học lớp 12 đang băn khoăn trong chọn trường chọn nghề. Trong đó có một nhân vật chính là cậu Chuẩn. Cậu Chuẩn này thích trồng hoa lắm, nhà cô cũng nghèo lắm các em ạ. Ở đây có bạn nào thích trồng hoa không? Chuẩn rất thích trồng hoa, mà nhà Chuẩn thì cực kỳ nghèo. Và ước mơ của Chuẩn cực kỳ giản dị thôi. Học xong lớp 12, Chuẩn sẽ ở nhà trồng hoa, đi bán lấy tiền. Sau này nếu có tiền, Chuẩn sẽ đi học đại học nông nghiệp Hà Nội. Và sau này sẽ mở ra một trang trại trồng hoa, trở thành một ông chủ của trang trại hoa. Thế thôi. Nhưng bạn bè Chuẩn nghe thấy thế cười. Bảo Chuẩn ơi, trồng hoa thì làm gì có tương lai? Cái câu này chắc em biết rồi, không phải đâu, không đúng đâu. Làm cái gì cũng có tương lai hết, miễn là tao giỏi. Thế Chuẩn hỏi lại các bạn là thế tại sao lại làm trồng hoa không có tương lai? Các bạn bảo ố phải học đại học chứ. Không phải, người ta đã khẳng định rồi, đại học chỉ là một cánh cửa, không phải cánh cửa duy nhất để được thành công. Có quá nhiều câu chuyện những người học đại học, thậm chí học rất giỏi, nhưng ra trường thậm chí là không xin được việc, còn phải giấu cái bằng đại học để đi học nghề. Nên những người mà thợ làm nghề thì thậm chí cơ hội có việc làm còn cao hơn tỷ lệ những người thợ đi làm, còn nhiều hơn tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học xin được việc làm. Các em nhớ cho thầy, yên tâm là điều đó. Thì đấy là câu chuyện đầu tiên, là bạn bè bảo ô không học đại học làm gì có tương lai. Chuẩn về nhà, khi bố Chuẩn biết Chuẩn cũng không thi đại học, bố buồn lắm. Bố Chuẩn bảo con không đi học thì đời con lại khổ như bố, làm sao mà thoát được cái cảnh nghèo khổ như này, trồng hoa thì làm sao mà giàu được. Và ông kiên quyết là thuyết phục Chuẩn là cứ đi học đi, mọi chuyện bố sẽ lo, tiền bố sẽ lo cho. Nhưng Chuẩn thương bố, Chuẩn muốn là gì, con sẽ trồng hoa bán, con dành dụm tiền, bao giờ có tiền con sẽ học đại học. Và trong một giây phút, bố Chuẩn không thể kiềm chế được, ông đã tát Chuẩn một cái, ánh đèn sân khấu tắt bụng, ông ấy đập tan cả vườn hoa của Chuẩn, và ông ngồi vào một góc rất buồn. Và khi đó ánh đèn chiếu vào bố Chuẩn, thể hiện là một sự bất lực của người cha khi không bảo con theo cái ngành học mà ông nghĩ sẽ tốt nhất cho nó có một tương lai đỡ vất vả như ông đang có. Bố mẹ mong muốn điều tốt đẹp cơ mà, chứ bố mẹ tát là vì con dại lắm, con không nghe lời bố mẹ, nhưng cũng chưa chắc bố mẹ đã đúng đâu. Và nếu các em muốn theo dõi, muốn xem một trích đoạn ngắn 2 phút 28 giây của chương trình nhạc kịch hướng nghiệp Trại Hoa Vàng, các em chat cho thầy con số 5, con số của trải nghiệm sáng tạo, các em sẽ được xem một cái chương trình hướng nghiệp cực kỳ độc đáo, lần đầu tiên có ở Việt Nam. Chat cho thầy số 5 xem nào. Câu chuyện thì không cần quan tâm đến vốn nhé Quang nhé, đây là câu chuyện. Còn thực tế ra ngoài đời thì trong khởi nghiệp thì thầy đào tạo rồi, vốn là cần thiết nhưng không phải yếu tố đầu tiên các em cần hỏi. Các em xem sắc anh, có nhiều người chỉ lên đấy nói về ý tưởng đã được các sắc đầu tư, nhưng có người bỏ tiền ra làm rồi các sắc vẫn không đầu tư. Vậy thì ý tưởng của em nếu tốt, em đã có thể gọi được tiền rồi. Các em nhớ cho thầy là như vậy. Ok, các bạn rất muốn xem đúng không? Vậy thì thầy sẽ chiếu cho các em xem một chút về Trại Hoa Vàng, về dự án nhạc kịch hướng nghiệp, về một hình thức tư vấn độc đáo như vậy, xem nó có hấp dẫn hơn là ngồi nghe thầy nói không nhé. Có hình ảnh và âm thanh, các em chú ý cho thầy nhé. Nào, chúng ta cùng đến với nhạc kịch Trại Hoa Vàng.
Hình như nó bị dừng là các em. Ok. Anh Thiện trợ lý của thầy đấy, là giám đốc truyền thông dự án này. À, âm thanh không được tốt rồi thầy Tuấn ạ. Đề nghị thầy Thiện cho chạy lại, hiện nay âm thanh đang bị chập chờn không rõ. Chia tắt mic đi. Nếu nó bị giật thì có thể do mạng, em thông cảm nhé. Đường truyền bên các em có vẻ là không tốt. Ok các em, bất ngờ không? Một chương trình tư vấn hướng nghiệp đấy. Và cái chương trình này là một buổi tư vấn đó là 100 triệu các em nhé. 100 triệu bên thành đoàn phải trả cho nhà hát Tuổi Trẻ. Còn toàn bộ chi phí về phía thành đoàn chuyên gia là không có tính tiền. Nhưng mà về phía đội ngũ diễn viên của nhà hát thì mình phải trả tiền. Cơ sở vật chất mình phải trả tiền. Tất nhiên là nghệ sĩ Chi Trung đã có những cái ưu đãi. Nhưng mà rõ ràng chi phí nó rất lớn. Nhưng nó lớn như vậy nó sẽ có giá trị khi mà thầy hỏi từng các bạn tham dự một. Thầy hỏi là em thấy chương trình tư vấn hướng nghiệp như thế này thế nào? Thì các bạn bảo là gì? Thưa thầy là không buồn ngủ. Thầy mừng quá, mừng rơi nước mắt luôn. Bởi vì nếu em ngủ, em không nghe thầy nói. Nếu hôm nay trong cái buổi tư vấn online này các bạn nào không nghe thầy, không tập trung vào chat những cái câu linh tinh, thì như vậy có nghĩa là thầy cũng cảm thấy buồn. Tức là thầy không đem lại cái giá trị cho các em. Còn nếu mà thầy nói và các em bảo ôi thầy nói hay quá, hấp dẫn quá, không muốn kết thúc, thì có nghĩa là thầy cảm ơn các em đã trân trọng cái món quà, một cái sự tư vấn, những cái điều mà rất tốt cho các em. Nhưng rõ ràng nếu mà thầy giúp được các em thì có nghĩa là thầy cảm thấy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì xin thưa với các em, thầy giới thiệu cho các em ba cái công cụ như vậy, từ bản đồ hướng nghiệp để khám phá bản thân này, từ cái trải nghiệm giảng đường để khám phá về cái trường, cái nghề mà mình đang chọn này, rồi từ cái chương trình nhạc kịch là có sự tư vấn chuyên sâu của các chuyên gia, và tất cả cái đó sẽ được giới thiệu chi tiết, hướng dẫn các em có những cái trải nghiệm, có những cái làm bài trắc nghiệm trong cái chương trình đào tạo về lập kế hoạch nghề nghiệp trong cho tương lai, diễn ra vào tối ngày 29-30 tháng 10. Thầy hỏi các em có muốn tham gia chương trình này không? Bạn nào muốn tham gia? Hôm nay chúng ta không thể nói quá nhiều thứ được. Hôm nay có nhiều bạn còn không vào được cái Zoom của mình cơ, hoặc vào muộn. À đây rồi, anh Thiện chắc là đã vừa gửi cái link của cái nhạc kịch. Nếu bạn nào mà thấy muốn xem lại cho nó đường truyền tốt hơn, âm thanh tốt hơn, các em cứ kích lại vào cái link mà anh Thiện đã chat ở trên ô chat nhé. Anh Thiện là giám đốc truyền thông của dự án nhạc kịch hướng nghiệp. Bây giờ thầy hỏi lại các em có nghe thấy không? Các em có muốn tham dự một cái khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí về lập kế hoạch nghề nghiệp cho mình để làm sao mấy tháng nữa các em sẽ biết chọn cái nghề gì phù hợp hay không? Bạn nào muốn tham gia hãy khẳng định quyết tâm đánh số 1 cho thầy. Các bạn tham gia thì thầy sẽ bảo anh Thiện gửi cho các em cái đường link để các em đăng ký nhé, hoàn toàn miễn phí nhé, không mất tiền, học buổi tối thôi. Tối hình như hôm đấy hôm trước thầy bảo anh Thiện xếp vào tối thứ 6, tối thứ 7 thì phải. Ok, đây có đường link rồi, các em kích vào đường link thì nó sẽ ra cái group. Anh Thiện có thể gửi thêm cho bạn cái đường link của cái cộng đồng
thanh niên lập nghiệp, hiểu mình hiểu nghề nữa. Thì các em khi các em tham gia vào cái cộng đồng đó thì sau này sẽ có rất nhiều chương trình đào tạo mà cơ bản là toàn bộ là miễn phí, bởi vì thành đoàn đứng ra làm, các em yên tâm. Còn ngoài ra có những đơn vị khác người ta làm mà bên thầy thấy hay thầy mời thì thầy sẽ thông báo. Còn nếu đã ở thành đoàn hầu hết là miễn phí, các em có thể tham gia, bởi vì hơn ai hết các em là người cần nhất điều đó. Các em cần phải được đào tạo, cần phải được tư vấn thường xuyên, cần phải hướng dẫn cách thức để chọn trường chọn nghề. Hôm nay nói như này các em mới chỉ khơi ra thôi, chưa thể nào mà làm được ngay. Khi các em đã xác định mục tiêu nghề nghiệp rồi, các em làm nó còn có nhiều cái thay đổi cơ. Ok, anh Thiện đã chat lên như vậy rồi, các em có thể lưu lại. Và trên màn hình đã có thông tin của thầy nhé, có số điện thoại, có email, có Facebook của thầy. Facebook của thầy anh Tuấn ADC, thầy cũng sẽ đăng cái đường link của cái lớp đào tạo miễn phí cho các em xem ở trên Facebook. Nếu em nào chưa kịp tương tác ở đây thì các em sẽ vào sau. Thì sau đây không để mất thời gian thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, là phần giới thiệu về cái cơ hội vừa học vừa làm, một cái cánh cửa mở ra thế giới với cơ hội đi du học ở Đức, mà sẽ do thầy Hà Xuân Hưng là giám đốc kinh doanh của công ty THTG Việt Nam, là đơn vị mà đang làm cái hoạt động về du học ở thị trường Đức cực kỳ tốt. Thầy sẽ giới thiệu cho các em cái thông tin, cái thủ tục và cũng những cái cơ hội khi các em tham gia cái chương trình này. Và sau khi thầy Hưng trao đổi trong vòng khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ dành ra 15 phút cuối giờ, thì cả thầy thầy Hưng sẽ quay trở lại với các em để chúng ta trao đổi hỏi đáp bất kể vấn đề gì các em quan tâm. Những cái nội dung các em đã chat trên ô chat thì thầy sẽ xem và sẽ trả lời ở phần cuối cùng thêm. Ngoài ra các em sẽ hỏi thêm các câu khác. Các em nhất trí không? Và nếu như các em đã sẵn sàng, các em chào mừng thầy Hưng bằng một tràng pháo tay số 2 để thầy biết nào. Em trao chụp lại cái thông tin của thầy nếu quan tâm nhé. Thầy sẽ tắt màn hình bây giờ đây để thầy mời thầy Hưng vào. Ok, các em đang vỗ tay chào đón thầy Hưng. Vậy thì xin mời thầy Hưng. Anh Thiện cấp cái quyền host cho thầy Hưng để thầy Hưng chia sẻ tài liệu. Rồi, xin nhiệt liệt chào mừng thầy Hưng cũng đã ngồi từ đầu giờ đến giờ. Vâng. Sau đây xin nhường lại sân khấu, mời thầy Hưng sẽ chia sẻ với các em ạ. Rồi, xin Vâng, xin chào. Vâng. cảm ơn thầy Lê Anh Tuấn đã có những cái buổi chia sẻ rất là ý nghĩa cho các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thực ra thì cũng như thầy Tuấn có nói đấy, bây giờ gọi là thầy cũng được, gọi là chú cũng được, và gọi là anh thì có khi cũng được. Vì thực ra thì thế này, thì bây giờ mình cứ cứ gọi là mình cho nó xưng hô cho nó dễ các bạn nhé, tức là gọi mình và bạn. Bởi vì trong phòng Zoom này thì chúng ta cũng sẽ có các cái thầy cô giáo và cùng các bạn học sinh của trường trung cấp nghề trường 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 cơ khí Hà Nội 1. Thì trước tiên thì mình xin tự giới thiệu, mình tên đầy đủ là Hà Xuân Hưng. Hiện nay mình đang là giám đốc kinh doanh của công ty THTG Việt Nam. Thì trước khi để chia sẻ với các bạn về cái cơ hội để các bạn có thể là cho mình được những cái lựa chọn tốt hơn sau khi các bạn tốt nghiệp cái trường nghề hoặc là các trường phổ thông của các bạn, thì trước tiên thì mình xin phép mình chia sẻ một cái màn hình này đã. Đó, mình chia sẻ một cái màn hình. Các bạn cho mình hỏi là các bạn đã thấy thấy cái màn hình mình share chưa? Nếu các bạn thấy màn hình mình share rồi thì có thể comment số 1 được cái. Ok, rồi rồi, mình đã thấy rồi. Ok. Thế thì để mình trước khi để mình đi vào cái nội dung chi tiết của cái buổi chia sẻ về chương trình du học nghề Đức, thì mình muốn mời tất cả các thầy cô và các bạn chúng ta hãy xem qua một cái video của công ty THTG nhé. Đấy, mình xin mở cái video vào lên này. Triển toàn cầu không còn là giấc mơ xa vời, mà nó đã và đang tới gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam. Với mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường chinh phục nước Đức, công ty THTG Việt Nam đã ra đời và không ngừng phát triển suốt những năm qua, biến giấc mơ của các em trở thành hiện thực. Công ty
THTG Việt Nam tọa lạc ngay trong khuôn viên của Trường Đại học Phương Đông, số 4, ngõ Chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Mô hình lớp học xanh, sạch, đẹp. Khi tham gia chương trình đào tạo tại công ty, học viên được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, ngay tại ký túc xá của Trường Đại học Phương Đông. Chúng tôi luôn chú trọng tới việc bảo đảm an ninh, trật tự, giúp các em có thể tập trung cho việc học tập và tránh xa các tệ nạn xã hội. Tại đây, công ty THTG Việt Nam có chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, cùng với đội ngũ giảng viên vô cùng tâm huyết, có chuyên môn cao. Và đào tạo du học nghề Đức. Trong suốt những năm qua, học viên của chúng tôi luôn đạt tỷ lệ đỗ cao trong các kỳ thi. Đặc biệt, công ty THTG Việt Nam là một trong các đơn vị đầu tiên thực hiện thành công chương trình chuyển đổi bằng cho các bạn thực tập sinh sang Đức học tập và làm việc. Là luôn quan tâm, chăm sóc các em như chính người thân của mình. Được đồng hành cùng các em trên suốt chặng đường là niềm vinh dự và hạnh phúc của chúng tôi. Dù học tiếng ở Việt Nam hay trong thời gian học tập và làm việc tại Đức, công ty luôn theo sát để hỗ trợ cho các em, giúp các em vững vàng trên con đường xây dựng tương lai tươi sáng tại Đức. Lựa chọn hôm nay là tương lai của ngày mai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái video của bên THTG. Và để tiếp theo thì để chia sẻ với các bạn rõ hơn về cái chương trình du học nghề Đức ngày hôm nay ấy, thì vừa rồi đấy là mình có trình chiếu với các bạn một cái video nội dung về cái, tức là giới thiệu các bạn về công ty THTG Việt Nam. Thì hiện nay đấy thì mình cũng hôm nay thì mình cũng rất vinh dự là đại diện cho công ty THTG Việt Nam và có kết hợp với lại Thành đoàn Hà Nội thì có một cái buổi chia sẻ hướng nghiệp với các bạn. Thì như các bạn đã biết đấy, thì năm nay của các bạn là năm cuối của chương trình phổ thông trung học. Và sau khi các bạn kết thúc cái chương trình phổ thông trung học thì các bạn cũng như lúc nãy trong vài buổi đầu các bạn cũng có giao lưu, là các bạn cũng đang băn khoăn là tìm cho mình là làm cái gì sau khi mình tốt nghiệp phổ thông trung học. Tức là một là các bạn có thể học đại học, học tiếp chương trình cao đẳng, hay một số các bạn có thể lựa chọn bằng cách là mình đi du học. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chương trình du học ở bên mình. Hiện nay thì công ty THTG Việt Nam ấy có cái chương trình du học nghề Đức. Và đây thì mình sẽ chia sẻ lại cái màn hình để các bạn có thể rõ hơn về cái chương trình du học nghề Đức.
Mình xin phép một tí, mình chia sẻ cái màn hình một tí. Ok. Các bạn đã thấy mình chia sẻ được màn hình chưa ạ? Alo, các bạn có thấy thầy mình chia sẻ màn hình không? Tài liệu đâu? Chưa thấy. Màn hình của thầy thôi. Rồi rồi, ok, đây, mình sẽ chia sẻ lại. Ok. À, ở đây đấy thì mình muốn giới thiệu với các bạn một chút đôi nét về cái công ty THTG bên mình. Công ty THTG Việt Nam của mình thì được thành lập năm 2016 và công ty của mình thì đang tọa lạc tại khuôn viên của trường Đại học Phương Đông số 4 ngõ Chùa Hưng Ký, số 228 Minh Khai, Hà Nội. Hiện nay thì trong trung tâm của mình thì có đầy đủ các cái trang thiết bị để đáp ứng được cái nhu cầu dạy và học của tất cả các học viên. À, đặc biệt là trung tâm của mình ấy thì có đội ngũ giáo viên là những giảng viên đã tốt nghiệp tại các trường tại Đức và kết hợp với là các giáo viên bản ngữ có trình độ thạc sĩ tham gia giảng dạy. Và THTG Việt Nam của mình ấy thì tự hào là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam đã làm thành công chương trình chuyển đổi văn bằng thực tập sinh. Và công ty THTG Việt Nam thì luôn đảm bảo chất lượng đào tạo ngoại ngữ, đã giúp đỡ thành công 100% học viên đủ tiêu chuẩn sang Đức để học tập và làm việc. Cái phương châm của công ty THTG Việt Nam là tất cả vì học sinh thân yêu. Đó là một số cái thông tin về công ty THTG Việt Nam. Và bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn là cái chương trình du học ở Đức. Vậy thì khi các bạn ở cái năm cuối của chương trình phổ thông trung học, thì các bạn sau khi các bạn kết thúc cái chương trình học thì các bạn sẽ băn khoăn là đi đâu về đâu. Thì hôm nay mình có thể chia sẻ các bạn một cái cơ hội để các bạn có thể lựa chọn trong cái hành trang sự nghiệp của mình trong tương lai. Đó là chương trình du học ngày Đức. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra lúc nãy mình có thấy một số bạn là bảo là đi học đi Nhật này, đi Hàn, rồi một số bạn bảo là đi những nước khác. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái chương trình du học ngày Đức. Vậy thì tại sao lại nên chọn chương trình du học ngày Đức? Thì các bạn đã biết thì mình có thể đưa ra một số những cái tích lốt để các bạn có thể căn cứ vào cái đó để sẽ cho mình một cái quyết định. Như các bạn đã biết đấy, thì hiện nay Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những quốc gia phát triển và bậc nhất châu Âu và đứng thứ tư thế giới. À, chính phủ Đức ấy, thì cũng dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt cho các cái chương trình giáo dục và chất lượng giảng dạy của Đức thì và các cái môi trường học tập thì luôn luôn là chất lượng cao và cái cơ sở vật chất thì rất là hiện đại. Du học nghề Đức, du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức thì bạn được hoàn toàn miễn phí nhé. Các bạn nên nhớ là khi các bạn tham gia chương trình du học ở Đức thì các bạn hoàn toàn miễn phí, tức là không phải đóng học phí ạ. Bên cạnh đó thì các bạn cũng còn được hỗ trợ các tiền học nghề từ 850 euro đến 1450 euro mỗi tháng. Và cái này nó sẽ tùy vào từng ngành học của các bạn và nó sẽ được tăng dần từng năm. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể làm thêm giờ vào các buổi tối và các ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Đó. Và đặc biệt nữa là khi các bạn tham gia các chương trình học nghề Đức này thì sau 3 năm các bạn học nghề cộng với lại 2 năm các bạn làm việc tại Đức, tức là tổng cộng là 5 năm, thì các bạn có đủ điều kiện làm thủ tục định cư lâu dài tại Đức, tức là lúc này các bạn được trở thành như là một công dân Đức và hưởng các phúc lợi xã hội như người Đức, và lúc này các bạn có thể đón những người thân của mình sang. Đó. Và các bạn đã biết đấy, hiện nay ở Đức thì có khoảng 450 cái trường đại học công lập và người ta cung cấp khoảng 17.500 cái chương trình đào tạo đa dạng nhiều lĩnh vực. Và khi các bạn đi du học ở Đức ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội là đi du lịch ở các nước châu Âu, bởi vì Đức là một trong những cái quốc gia nằm trong khối Schengen liên minh của châu Âu. Đó. Mà phần lớn ấy, thì các bạn đã biết đấy, phần lớn các cái thành phố tại Đức thì đều có hội sinh viên Việt Nam. Mà hội sinh viên Việt Nam tại Đức thì lại là một trong những cái hội sinh viên đoàn kết và tương thân tương ái nổi tiếng tại châu Âu. Cho nên là các bạn sẽ không phải lo lắng khi mà đi sang Đức du học, luôn luôn cảm thấy an toàn như khi đang mình ở Việt Nam hoặc đang ở nhà mình. Và các bạn đã biết đấy, Cộng hòa Liên bang Đức có một cái chế độ y tế rất là tuyệt vời với tất cả các hệ thống y tế trên toàn nước Đức. Bởi vì là không phải như ở chúng ta là Việt Nam, là ví dụ như bạn mua bảo hiểm ở bệnh viện giả sử Hà Nội là các bạn mua bảo hiểm ở bệnh viện Hồng Ngọc chẳng hạn, thì các bạn phải
Tức là đầu tiên các bạn là Hồng Ngọc thì bạn phải đến bệnh viện Hồng Ngọc, sau đó một số các cái bệnh mà bệnh viện Hồng Ngọc không xử lý được thì mới chuyển các bạn đi. Thì ở bên Đức sẽ không có cái gì, tức là bạn có thể là ở bất cứ nơi đâu hoặc đến một cơ sở y tế thì người ta đều chấp nhận cho các bạn. Đó là cái khác biệt giữa các cái hệ thống y tế Nam và bên Đức. Cái thứ hai nữa là Đức có một cái hệ thống bệnh viện và các cái phòng khám được đánh giá là hiện đại và thân thiện nhất châu Âu. Cái này thì các bạn đã có thể kiểm chứng qua cái chương trình và qua một cái dịch bệnh Covid vừa rồi đấy. Thì như các bạn có theo dõi là ở bên Đức có những cái ngày mà đã lên tới 40.000 người mắc Covid, nhưng thực tế thì lại các cái cơ sở y tế của Đức là đáp ứng được và không có như kiểu Việt Nam mình thiếu máy thở, thiếu oxy, nhưng bên Đức thì ta đáp ứng được hết cái việc đó. Cho nên là các bạn sẽ đánh giá được là cái hệ thống bệnh viện người ta ở mức như thế nào. Và khi các bạn ấy đi ở bên Đức thì các bạn có thể đi khám phá các cái nước Liên minh châu Âu mà không cần phải xin visa, bởi vì cái này là Đức là làm trong cái khối Liên minh châu Âu. Đó là những cái mà các bạn có thể khi tham gia Đức. Vậy thì với những cái tiêu chí như vậy thì các bạn có thể lựa chọn, và các bạn đặt câu hỏi là vậy thì mình muốn chia sẻ các bạn là cái khái quát về nước Đức và cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Bởi vì là ok, nó tốt như vậy nhưng mà thực tế các bạn nghĩ rằng là mình có cơ hội để làm việc sau khi mà mình tốt nghiệp ở bên Đức, sau khi học 3 năm hay không? Thì các bạn đã biết đấy, thì cái Cộng hòa Liên bang Đức là một nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đứng thứ thế giới, cái đó mình đã chia sẻ các bạn rồi. Và Đức là một quốc gia có cái tỷ lệ dân số già hóa cao, tỷ lệ sinh thì giảm và tuổi thọ kéo dài, bởi vì chính vì cái mức sống người ta cao và cái phúc lợi xã hội cũng như là hệ thống y tế rất là tốt, cho nên cái tuổi thọ rất là kéo dài. Và đặc biệt nữa là các cái cặp vợ chồng ở Đức ấy thì người ta không sinh nhiều con và người ta không có cái truyền thống sống chung với con cái như Việt Nam mình là tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tức là bố mẹ sống chung ấy. Còn ở bên Đức thì người ta không thích sống kiểu như vậy. Chính vì vậy mà hầu hết những người già bên Đức người ta thường sống ở các viện dưỡng lão hay là các cái bệnh viện hay các khu chăm sóc chuyên biệt. Đó, chính vì vậy mà các cái ngành liên quan đến lĩnh vực này rất là hot và cần rất nhiều những cái lực lượng lao động. Và Đức thì có một cái thị trường việc làm vô cùng sôi động, là Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất châu Âu. Và các bạn đã biết đấy, hiện nay ở Đức có khoảng 500 công ty lớn nhất thế giới đó các bạn ở Đức, trong tổng số 45.000 công ty nước ngoài. Và sinh viên mới ra trường thì luôn có việc làm chính thức ở cái mức lương khoảng 2.800 đến 3.500 euro trên một tháng. Tức là cái này là mức lương, này là mức lương cơ bản trong cái thời gian mình vừa mới ra trường. Còn khi mà các bạn làm việc có thể có kinh nghiệm hơn thì cái mức lương các bạn sẽ cao hơn, từ 4.000 đến 5.000 euro trên một tháng. Và sau khi tốt nghiệp thì các bạn sẽ có cơ hội rất lớn để làm việc tại Đức. Đó là những cái thông tin mà các bạn có thể tìm hiểu thêm về ngành du học Đức. Vậy thì hiện nay ở bên Đức có những cái ngành nghề nào mà có thể các bạn tham gia được? Bởi vì hiện nay thì chính phủ Đức ký với chính phủ Việt Nam thì có tất cả là hơn 300 ngành nghề. Nhưng mà một số ngành nghề thì do các dịch bệnh Covid vừa rồi thì đâm ra là nó cũng bị chững lại. Thế còn hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái ngành nghề và hiện nay công ty TS Việt Nam vẫn đang hướng các bạn và những ngành nghề đang được tuyển sinh, và thực sự là nhu cầu sử dụng lao động bằng những ngành nghề này ở nước Đức thì rất là lớn. Nghề thứ nhất đó là nghề điều dưỡng. Ngành thứ nhất là ngành điều dưỡng này. Ngành thứ hai đó là ngành này thì chắc là mình nghĩ rằng là đối với cái trường của các bạn đang theo học thì có thể cũng có, đó là ngành nhà hàng và khách sạn. Ngành thứ ba nữa là ngành lái tàu. Tức là ngành lái tàu. Ngành lái tàu này thì thế này, mình chia sẻ một chút các bạn ngành lái tàu. Tức là ngành lái tàu này thì nó là một ngành mới. Đó, thì nó cũng sẽ, tức là nó sẽ phù hợp với lại các bạn nam hơn, bởi vì cái ngành này thì các bạn thường phải đi nhiều, và đặc biệt là cái ngành này thì cũng chính là cái ngành mà lúc nãy mình có theo dõi thầy, các bạn có thể chat cho một chat, đó là cái chính trường các bạn, tức là có những ngành gọi là cơ khí. Cơ khí là công nghệ ô tô, là cơ khí điện tử này. Đây chính là những cái ngành mà cái trường các bạn cũng đang theo học mà có những cái ngành này. Và cái ngành nữa đó là chính là ngành kỹ thuật làm bánh. Bởi vì đấy thì các bạn biết là châu Âu ấy thì người ta đa phần là ăn các cái sản phẩm, các cái thức ăn hay là tất cả các cái loại đồ ăn mà sản xuất từ bột mì. Chính vì vậy mà các ngành làm bánh luôn luôn là được đánh giá rất là cao mà sẽ không bao giờ sợ bị lỗi thời. Đó là những cái ngành nghề mà các bạn có thể tham gia. Vậy thì với những cái ngành nghề như vậy thì mình muốn chia sẻ với các bạn, thì các bạn có thể đặt cho mình một câu hỏi là vậy thì các bạn có thể lựa chọn như vậy hay không? Thì thứ nhất ấy, bây giờ nếu như các bạn lựa chọn cái chương trình do ngày Đức ấy, thì các bạn mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái lộ trình mà các bạn phải, khi mà các bạn đi sang Đức du học thì các bạn phải làm gì. Cái điều thứ nhất mà khi các bạn đi sang Đức du học
điều đầu tiên thì các bạn là ở Việt Nam đó, khi các bạn ở Việt Nam các bạn làm gì? Việc đầu tiên đấy là các bạn sẽ được tiếp cận với cái thông tin từ công ty TSTG Việt Nam. Đấy. Sau khi đó thì công ty TSTG Việt Nam sẽ có cái chương trình hướng nghiệp cho các bạn. Ví dụ như các bạn cần phải học tiếng là bao nhiêu lâu này? Ở đây thì bọn mình đã có những cái thông số là đưa ra các bạn là các bạn cần phải học khoảng trên dưới 8 tháng để các bạn đạt được cái trình độ B1 theo cái khung tham chiếu của châu Âu. Và khi các bạn hoàn thành cái chứng chỉ B1 này đấy thì các bạn sẽ được phỏng vấn trực tiếp hoặc online từ chính những cái trường mà các bạn muốn theo học ở bên Đức. Đó. Và các bạn sau khi các bạn được rồi thì các bạn sẽ phỏng vấn và xin visa và các bạn sang bên Đức. Vậy thì khi các bạn sang bên Đức thì các bạn sẽ phải làm những cái gì nữa? Bởi vì khi các bạn sang bên Đức thì chắc chắn rồi các bạn sẽ phải tham gia vào lớp học tiếng Đức để hoàn thành chứng chỉ tiếng Đức B2. Hoặc là khi một số các bạn ở Việt Nam các bạn cũng có thể tham gia lớp học B2. Đó. Nếu như các bạn tham gia ở lớp học B2 có trình B2 rồi thì các bạn sang bên kia các bạn không phải học chứng chỉ B2 nữa bởi vì các bạn đã có chứng chỉ B2 bên này rồi. Và các bạn học tại một cái trường nghề là khoảng 3 năm với cái số giờ là khoảng 2.100 giờ lý thuyết và khoảng 2.500 giờ thực hành, tương đương với tỷ lệ là 45% lý thuyết và 55% thực hành. Và khi các bạn tốt nghiệp các cái trường nghề tại Đức ấy, thì bạn có thể lựa chọn là ở lại chính cái cơ sở các bạn lúc đi học các bạn thực tập, hay các bạn có thể lựa chọn một cái doanh nghiệp nào đó cho phù hợp với chính bản thân các bạn. Bởi vì thực tế mà nói là cái bằng cấp mà các bạn nhận được của các cái trường nghề ở bên Đức thì có giá trị toàn cầu chứ không chỉ có mỗi ở nước Đức. Tức là khi các bạn tốt nghiệp ở Đức, các bạn có thể sang Mỹ các bạn làm việc, sang Canada các bạn làm việc, hoặc các bạn đi một số nước châu Âu nào đó các bạn làm việc, chứ không cứ nhất thiết là các bạn phải ở bên Đức làm việc nếu như các bạn có một cái cơ hội hoặc các bạn có cái người thân mình ở quốc gia nào đó. Và khi các bạn có một công việc ổn định rồi thì chắc chắn rồi các bạn có thể xin cái thẻ cư trú định cư ở Đức sau 2 năm làm việc, tổng cộng là các bạn là 5 năm. Vậy thì sau 5 năm là các bạn trở thành một công dân Đức. Đó là những cái ưu việt mà chương trình du học Đức có thể đem lại cho các bạn. Với cái chương trình như thế này ấy, thì các bạn cần phải có những cái điều kiện gì để được đi du học là một. Các bạn phải có hồ sơ ra làm sao thì mình chia sẻ qua với các bạn. Thứ nhất một là các bạn phải tuổi, các bạn phải từ 18 đến 39 tuổi và các bạn chắc chắn rồi các bạn đã phải tốt nghiệp trường phổ thông trung học trở lên. Còn nếu các bạn chưa tốt nghiệp trung học thì các bạn sẽ chưa thể tham gia vào cái chương trình này được. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là các bạn có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh xã hội, ví dụ như là các bệnh viêm gan B, viêm gan C, và các bạn có giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, có chứng chỉ ngoại ngữ tức là như B1 trở lên. Và nếu như các bạn chưa có chứng chỉ thì các bạn có thể học tại trung tâm TSTG Việt Nam, mà hiện nay trung tâm đang đào tạo tiếng Đức cho các bạn. Và các bạn có một lý lịch học viên rõ ràng và không có tiền án tiền sự, cái điều này là chắc chắn rồi. Và hồ sơ đăng ký thì bao gồm những gì mình chia sẻ qua các bạn. Thứ nhất một là các bạn có cái hộ chiếu bản gốc, hai là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và giấy khai sinh bản sao, thứ ba nữa là các bạn sẽ có chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện đi du học, thì cái này là theo như là Bộ Y tế người ta đã khám. Thứ hai nữa là các bạn có sơ y lý lịch, và sơ y lý lịch này thì các bạn là ghi rõ cái thời gian từ cấp 1 đến nay các bạn ở đâu và làm gì đó. Và các bạn có lý lịch tư pháp bản gốc, nếu như các bạn ở Hà Nội thì các bạn lên sở tư pháp, còn nếu các bạn tỉnh thành khác các bạn có thể đến các cái sở tư pháp tại các tỉnh thành các bạn xin trường hợp. Và cái nữa là cái này thì các bạn biết rồi, tức là các bạn phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học này, học bạ này, phổ thông học bản gốc, bằng tốt nghiệp bảng điểm. Và nếu như những bạn, và cái này thì mình có thể nói ở đây có thể là một số các bạn đã tốt nghiệp các trường trung cấp hoặc đại học, thì các bạn nếu có thì các bạn có thể bổ sung. Và cái chương trình học tiếng Đức B1 nếu có, còn nếu chưa có thì chắc chắn rồi công ty TSTG Việt Nam mình sẽ đào tạo. Và một số các cái ảnh theo các cái ảnh đã được quy định tại đại sứ quán. Và lưu ý là các bạn sẽ không mặc quần áo bò khi mà các bạn đi tham gia trình chụp ảnh. Đó là những cái hồ sơ các bạn đăng ký. Vậy thì những cái thông số như vừa rồi, các bạn có thể nghĩ là mình đi du học ở Đức thì mình được những cái gì, và những cái gì mà chính phủ Đức đem lại thì các bạn có thể tìm hiểu được những cái thủ tục và những cái chi phí ngành nghề tại Đức. Thì thứ nhất ấy, mình chia sẻ các bạn là cái thủ tục rồi các bạn đã biết rồi. Do chính phủ Đức yêu cầu ngày càng cao về trình độ tiếng Đức, cho nên là điều kiện tối thiểu các bạn phải các bạn có thể là học nghề tại Đức là có bằng B1 hoặc chứng chỉ nghề liên quan,
tức là các bạn phải có cái đó thì các bạn sang bên kia là các bạn đấy thì người ta mới tiếp nhận các bạn. Đó là các bạn phải có bằng B1 hoặc là bây giờ thì có thể là có bằng B2 nhưng mà các bạn sẽ phải là học lâu hơn, nhưng mà tối thiểu là các bạn phải có bằng B1 để các bạn sang bên kia các bạn học và có hoặc là các bạn chứng chỉ liên quan. Chứng chỉ liên quan đây là gì? Đây mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn, tức là gì? Một số những anh chị các bạn đã tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học hoặc trung cấp, những cái bằng cấp liên quan thì các bạn sang bên kia các bạn cũng có thể theo học cái chương trình là như thế này đó. Và chương trình thứ hai nữa là các bạn chắc chắn rồi, khi các bạn đó các bạn phải chi trả cho học tiếng Đức tại Việt Nam và các thủ tục làm hồ sơ, và công ty TFTG Việt Nam sẽ hỗ trợ các bạn tận tâm từ lúc các bạn đăng ký nhập học cho đến lúc các bạn sang bên Đức học tập và đào tạo tiếng Đức cho các bạn. Cần nỗ lực để các bạn có một cái bằng B1 ấy, thì công ty TFTG Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với các bạn là học từ 6 đến 8 tháng là chúng ta sẽ có chứng chỉ B1, và lúc này có chứng chỉ B1 là đồng nghĩa chúng ta đủ điều kiện để sang bên Đức. Cái thứ hai nữa là các bạn hỗ trợ cái dịch vụ làm hồ sơ, hỗ trợ làm thủ tục xin giấy mời nhập học, xin hợp đồng học tiếng, học nghề và nơi thực tập của các bạn. Cái chương trình nữa là hỗ trợ đưa đón các bạn ra sân bay, bởi vì thực tế thế này, từ Hà Nội các bạn không ra sân bay và khi các bạn đến Đức thì mình cũng sẽ là có xe đón các bạn từ sân bay để đưa các bạn về các cái nơi các bạn học, ví dụ trường các bạn học, ký túc xá, và sắp xếp cho các bạn chỗ ăn chỗ ở, các thủ tục làm ngân hàng nếu như các bạn cần phải chứng minh tài chính. Và hơn nữa là chúng mình sẽ hỗ trợ các bạn làm visa và xử lý hồ sơ, bởi vì là những cái này thì bọn mình làm nó rất là thuận lợi của các bạn, để các bạn đi thì nó rất là phức tạp. Và đặc biệt nữa là mình sẽ hỗ trợ các bạn mua bảo hiểm tại Đức và vé máy bay từ Hà Nội đi Đức, bởi vì tại sao ấy, là các bạn phải, tức là ở bên Đức ấy, thì các bạn phải có bảo hiểm, chứ mà chắc chắn là các bạn phải có bảo hiểm thì các bạn mới, người ta mới ok các bạn. Còn nếu các bạn không có bảo hiểm thì cũng là một cái mà nó sẽ hạn chế. Đó là những cái thủ tục và cái chi phí mà công ty THTG Việt Nam yêu cầu để các bạn khi sang bên Đức học tập. Và với những cái thông tin như vậy ấy, thì bọn mình sẽ có một cái câu hỏi là vậy thì các bạn sẽ tại sao mà các bạn phải lựa chọn các cái du học nghề Đức cùng với lại công ty THTG Việt Nam. Cái trường hợp thứ nhất mình muốn chia sẻ các bạn là gì? Chắc chắn rồi, bên mình sẽ miễn phí tư vấn lộ trình du học Đức rõ ràng minh bạch để các bạn làm sao chọn được trường, chọn được ngành, chọn được nghề phù hợp với chính khả năng hay là phù hợp với cái đam mê của các bạn. Chương trình thứ hai nữa là cái chương trình chọn gói không phát sinh chi phí, bởi vì tại sao mình phải dùng từ chọn gói, tức là gì? Với cái số tiền các bạn đóng là các bạn sẽ không phải đóng thêm bất kể một cái phí nào cả trong suốt quá trình các bạn học tập. Đó là những cái sự khác biệt của bên TFTG Việt Nam. Cái chương trình nữa đó là học tiếng Đức với các giảng. Cái này thì mình cam kết với các bạn luôn là các bạn có thể học tiếng Đức với các giảng viên đã tốt nghiệp và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức, và kết hợp với các cái giảng viên bản ngữ với trình độ. Mình phải nhấn mạnh các bạn luôn này, là tức là giáo viên bản ngữ nhưng mà ở đâu đó người ta chưa có một cái bằng cấp gì thì nó khác. Còn ở đây bên mình nó rõ ràng luôn là những giáo viên bản ngữ nhưng mà với trình độ thạc sĩ sẽ tham gia giảng dạy cùng với các bạn luôn. Đấy, và các hệ thống trang thiết bị sạch sẽ thì đó là những chương trình mà tiếp tục hỗ trợ các bạn cho nên khi các bạn cảm ơn thầy Hưng rất là nhiều những cái thông tin hữu ích của thầy. Ở đây chắc là bên văn phòng thì cũng đã có những cái thông tin đầy đủ để các bạn quan tâm có thể liên hệ thêm với bên THTG. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, xin cảm ơn thầy, các bạn đã lắng nghe. Vâng, như các bạn cũng đã dành thời gian theo dõi thì chưa, vừa rồi chúng ta cũng đã được nghe hai cái nội dung về phía cái nội dung chọn trường chọn nghề, thì chúng ta cũng đã biết được những cái bí quyết để làm sao chọn cho nó phù hợp được với năng lực học lực rồi bản thân mình, về điều kiện tài chính rồi những cái ngành nghề mà có xu hướng phát triển trong tương lai. Thế còn ngoài ra thì các em cũng đã được giới thiệu thêm về những cái công cụ để có thể khám phá bản thân, bởi vì cái khó nhất là cái để chúng ta khám phá bản thân mình thực sự phù hợp với ngành nghề gì. Bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ là ta thích, đôi khi ta tưởng là ta thích, nhưng mà biết đâu tuần sau ta lại hết thích. Và cái công cụ nó sẽ giúp các em khẳng định được là em có thực sự phù hợp với việc đó hay không. Và phần thứ hai vừa rồi thầy Hưng cũng đã trao đổi. Ở đây thì là thầy Hưng cũng đã giới thiệu tương đối chi tiết về một cái cánh cửa, một trong số những cánh cửa mà chúng ta có thể bước ra với thế giới. Và Đức thì là một thị trường nó rất là có những cái ưu việt, có rất là nhiều cái nó thuận lợi. Tất nhiên không phải bạn nào cũng đi Đức, mà tất nhiên cũng không phải bạn nào cũng đi du học, đúng không ạ? Thế nên vừa rồi thầy thấy các bạn cũng hơi băn khoăn là em có đi học đâu, không sao cả, nhưng em cứ nghe tham khảo. Thế còn lại là bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao đổi, giải đáp
các em có các cái băn khoăn thắc mắc, các em có thể chat lên trên ô chat để thầy sẽ trao đổi, thầy Hưng sẽ trao đổi. Và ngoài ra nếu các em mà cần phải phát biểu thì các em giơ tay nhé. Đấy, giơ tay thì thầy sẽ mời các em hiện hình, đúng không? Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng cái để chúng ta trao đổi cho nó thuận tiện, và chúng ta có 15 phút để trao đổi, được chưa? Xin mời các em, xin mời các bạn đi. Ai có quan tâm gì chúng ta trao đổi. Cảm ơn thầy Hưng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi giải đáp các băn khoăn thắc mắc của các em. Xin phép thầy Tuấn là có thể cho anh Thái, anh ấy chia sẻ một chút về, anh là người Đức ạ, thì anh ấy muốn chia sẻ được khoảng 5-10 phút về nước Đức, về cái mà dạ. Dạ, em là Cường ạ. Em là Cường ở bên công ty THTG ạ. Xin phép bạn Cường nhé. Xin phép bạn Cường. Cảm ơn bạn Cường nhé. Mời các em đi, chúng ta đến phần trao đổi. 10 phút được đấy rồi. Bây giờ các bạn có những câu hỏi gì chẳng hạn thì các bạn có thể đặt câu hỏi để giữa thầy Tuấn và mình có thể tham gia để trả lời cái câu hỏi của các bạn. Bởi vì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chương trình, một cái chương trình gọi là du học người Đức, nó thêm cho các bạn một cái cơ hội để các bạn có thể lựa chọn thôi. Và tất nhiên là các bạn có thể chọn Đức, có thể chọn bất kể một quốc gia nào mà các bạn thấy rằng là phù hợp. Vâng, cảm ơn anh Hưng. Mời các bạn nào. Đầu giờ chúng ta có rất nhiều câu hỏi giao lưu. Bây giờ sau khi nghe xong rồi, bạn nào bây giờ bạn nào vẫn còn băn khoăn chưa biết làm thế nào để hiểu mình và chưa biết làm thế nào để chọn nghề, chúng ta lại đánh số 0 để xem nào. Xem còn nhiều số 0 không? Còn nhiều thì con phải tư vấn nhiều. Tư vấn hướng nghiệp nó là một quá trình lâu dài các em nhé, không phải là một hôm nay chúng ta nói là hết được mọi chuyện. Đấy là lý do mà thầy giới thiệu các em những cái chương trình tư vấn tiếp theo hoàn toàn miễn phí dành cho các em, để làm sao mà các em có thể tự khám phá được bản thân mình. Bởi hơn ai hết, các em mới là người lựa chọn. Bố mẹ cũng không chọn thay được đâu. Chuẩn có muốn trồng hoa nhưng mà Chuẩn phải là người quyết định thôi. Chứ bố Chuẩn, nếu mà bố Chuẩn mà không đồng ý mà Chuẩn vẫn làm thì Chuẩn vẫn cứ làm. Ok, rất nhiều bạn. Thế bây giờ trong những bạn đang giành số 0 này, có bạn nào muốn phát biểu trực tiếp không? Bạn nào muốn phát biểu trực tiếp, bạn mở mic lên, mở cam ra, chúng ta hỏi trực tiếp, hỏi ai cũng được. Hỏi bất kể câu gì các bạn quan tâm thì các thầy sẽ tư vấn cho các em. Còn bạn khác nếu mà không muốn phát biểu trực tiếp thì chúng ta chat qua xem em quan tâm đến gì. Bây giờ phần hỏi đáp rồi. Đấy, xin mời các em. Em yêu con gái của thầy. Trường thầy, cảm ơn em nhé. Bạn ấy cũng bằng tuổi em đúng không? 2004, mùng 1 tháng 6 năm 2004. Bạn ấy cũng nỗ lực đấy, vừa học tiếng Anh vừa ôn thi, bởi vì bạn ấy vẫn muốn là theo học đại học nên bạn ấy sẽ phải ôn thi đại học. Thầy thì không bắt em. Thầy có thể cho em số điện thoại của con gái thầy không để em học tiếng Anh với bạn ấy? Thế thì tức là hôm nay chương trình chúng ta là tư vấn về vấn đề tình cảm rồi đúng không? Đúng câu chuyện trải hoa vàng với một em đồng ý đến tương lai thầy. Ok, cái em này chắc là liên hệ sau như thầy nhé. Thầy có số của thầy rồi, em có thể trao đổi với thầy sau. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Ok, Mr. Thái. Rồi xin mời các em có những câu hỏi trực tiếp nào liên quan đến nội dung chọn trường, chọn nghề, các cơ hội dành cho các em hỏi thầy. Đầu giờ nếu những câu hỏi nào mà chưa được trả lời bây giờ em có thể nhắc lại nhé, bởi vì cái tin mình chat nó nhiều quá rồi, có thể thầy sẽ không xem lại được. Các bạn chat và thầy sẽ giải đáp thêm cho các em. Còn nếu bạn nào thấy đủ rồi thì chúng ta cũng có thể ok, có thể dừng cũng được. Học xong cấp 3, đi xuất khẩu lao động 3 năm theo ngành mà mình đã học ở trường, rồi về nước làm theo cái ngành đó được không? Nguyễn Văn Quang, bạn Quang có vẻ rất quan tâm đến câu chuyện nghề nghiệp cấp 3, tức là cha Quang đang muốn nói là Quang có thể bật mic, bật cam đây không? Ta nói chuyện trực tiếp với nhau nhé. Thầy nghĩ là câu chuyện của em là nhiều bạn quan tâm lắm đấy, chứ không phải là mình câu chuyện của em nữa. Quang đâu rồi nhỉ? Chào Quang. Đấy, biết ngay, Quốc Anh cũng bảo em câu đó này. Ồn à, bên Quang ồn à? Ok, nếu ồn thì thôi. Quang đang lớp 12, tức là ý của Quang là em học xong năm nay đúng không? Em sẽ đi xuất khẩu lao động, đúng không Quang? Vậy em định đi nước nào? Định làm nghề gì? Chat cho thầy xem nào. 12 chia 8 thì gì nữa? Hình như mic bên Quang có vấn đề, em chat đi, không nghe được gì đâu. Em chat đi, em định là đi học, đi du học, đi lao động xuất khẩu ở nước nào, làm nghề gì? Hồng Nhung, em Hồng Nhung.
em học ô tô ví dụ gì nữa, bây giờ em phải chọn rồi chứ, buổi hôm nay là tư vấn để em chọn này, còn ví dụ nữa thì toi à. Thực sự em có muốn học ô tô không? Khoan, Nhật Bản chuẩn ngon, Nhật Bản tốt quá, Nhật Bản tốt rồi, nhưng thầy đang hỏi là thực sự em có muốn muốn làm về cơ khí ô tô không? Thầy vừa nói rồi, trong 10 ngành nghề ô tô là đang rất là quan tâm, rất là tốt đây. Em có thấy là mình phù hợp với làm nghề cơ khí ô tô không? Em đã có những cái, những chuyên gia, những người làm lĩnh vực đấy, người ta nhận định là ô em có khả năng làm cái đó chưa, hoặc là em đã có những cái bản phân tích là em phù hợp với tính cách làm trong lĩnh vực cơ khí, lĩnh vực ô tô chưa? Đấy là cái mà em phải trả lời nhé Quang nhé. Một là bây giờ về hỏi bố mẹ, em phải nói là bố mẹ là vì sao em muốn học ô tô, em chứng minh bố mẹ thấy là em phù hợp. Hai là nếu có điều kiện em có thể tham gia, hôm tới em vào cái lớp lập kế hoạch nghề nghiệp, thầy giới thiệu cho em các cái công cụ nhé, trắc nghiệm bản miễn phí cũng có mà bản mất tiền cũng có, cái nào cũng có các em nhé, không sợ đâu. Thì ví dụ mình cái miễn phí thì nó cho mình ít cái chỉ số hơn, nhưng mà những chỉ số cơ bản nó sẽ có, nó sẽ phân tích là em là có phù hợp cái nghề đó hay không. Thì đầu tiên mình phải xem cái phân tích đó chứ, sau đó mình mới lựa chọn Quang nhé. Thế còn lại em mà làm ô tô thì thầy tin như này, thầy đang làm việc với rất nhiều đơn vị trong lĩnh vực cơ khí, và đợt trước là thầy còn tổ chức đưa em đi tham quan trải nghiệm ở VinFast đó. Thì VinFast họ ký với các trường cao đẳng ở Hà Nội, trong đó có cao đẳng nghề công nghệ cao khoa cơ khí ô tô, là cứ bao nhiêu học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường là họ nhận luôn. Nếu bây giờ em lại học tập ở môi trường nước ngoài ở Nhật Bản, em lại làm lĩnh vực đó, em là cơ khí ô tô đúng không, mà em về rõ ràng nếu em lành nghề thì không phải lo rồi. Còn tất nhiên nếu em không lành nghề thì kể cả em học ở trên trời nhé Quang nhá, ý thầy nói là em cứ học tốt làm tốt, ngay ở trong nước em cũng có thể xin, người ta đến xin em chứ chẳng phải xin đâu. Thầy đã chứng kiến rồi, trường cao đẳng kinh tế thương mại thì ở chỗ Cầu Tó này, thầy dự lễ khai giảng 23 doanh nghiệp của Nhật sang tận trường dự khai giảng. Thầy ngạc nhiên quá, nào sang đây làm gì, sang lắm đấy. Thế hóa ra họ sang, họ ký kết với nhà trường một cái điều rất quan trọng, các sinh viên của trường nếu khi tốt nghiệp xong đáp ứng được yêu cầu làm việc bên Nhật của tập đoàn họ thì họ sẽ hoàn trả học phí 3 năm học của các em, tuyệt vời không? Trong khi đó cử nhân kể cả khi thầy học kinh tế quốc dân thế này, chẳng có ai đến trả trả lại học phí cho thầy cả. Vậy thì điều quan trọng không phải là ngành hot, không phải là trường hot, mà các em phải có sức hấp dẫn. Các em học gì cũng được, em học nghề nhưng em cứ làm thành thạo, chắc chắn người ta sẽ tuyển em Quang nhé. Còn nếu em đi làm ở môi trường tiến bộ như nước ngoài, như Nhật, như Đức, thầy Hưng giới thiệu thì không phải lo nữa đâu, thầy khẳng định luôn chắc chắn em sẽ ổn, rất tuyệt vời luôn. Và câu chuyện ở Nhật thì có quá nhiều người về Việt Nam để sau khi làm việc và quay về Việt Nam để phát triển, thậm chí mở doanh nghiệp. Nếu em quan tâm hôm nào thầy sẽ kết nối cho em nói chuyện với những người đó luôn. Thế là em sẽ biết là cuộc sống đi Nhật nó thế nào này, vất vả khổ sở ra sao, nhưng mà có những cơ hội gì và khi về Việt Nam làm được cái gì. Thì họ nói chắc chắn sẽ còn hay hơn nhiều so với thầy nói. Quang nhất trí không? Và các bạn khác có nhất trí không? Nếu nhất trí cho thầy chạm vào tay số 2, coi như câu trả lời đấy đã được giải đáp. Ok, cảm ơn các em. Đó, rất cụ thể luôn nhá. Các em cứ hỏi cụ thể đấy, thầy giải thích luôn, không hỏi chung chung nữa nhá. Không, không đùa nữa đâu. Vui thì vui rồi, nhưng mà bây giờ nói thật. Tiếp đi các em, hỏi đi. Hỏi nhanh lên, không hết giờ. Vâng, cảm ơn Mr. Trần Thái ạ. Chúng ta hôm nay sẽ giúp các em những cái công cụ cụ thể để các em nó có, đầu tiên hôm nay là biết cách để khi cần thì hỏi ai, khi muốn trải nghiệm thì tìm ở đâu, khi muốn làm trắc nghiệm thì sử dụng cái gì. Thế còn hôm tới sẽ đi vào từng cái cụ thể nữa các em nhé, yên tâm. Em học cơ khí CNC, em muốn học tiếng Nhật đi xuất khẩu động. Trời ơi, thế hôm tới có khi bên này em phải quan tâm đến Nhật thì hôm nào thầy lại mời đối tác Nhật nói chuyện nhé. Ai muốn hôm tới lại nghe nói về cơ hội đi học nghề ở bên Nhật nào, chat cho thầy cái con số trải nghiệm đi nước ngoài, con số 5 như thế nào. Hôm tới thầy lại trao đổi nhà trường, giảng về chuyên đề khác và lại kết hợp thêm một cái thị trường Nhật. Các em có nhiều sự lựa chọn, yên tâm. Ok, Quốc Anh, Văn Phú, tốt rồi. Xin phép hình như là cô Lý vẫn ở trong lớp đúng không ạ? Cô cũng ghi nhận các cái nhu cầu của các em này. Hôm tới nếu mà cần lại làm thêm những chuyên đề tiếp theo, và hôm tới mình sẽ chuẩn bị nó kỹ lưỡng, thời gian nó đầy hơn, nó không bị trục trặc như hôm nay. Thấy các em quan tâm nhiều quá, bây giờ mà không giải đáp được cũng rất là tiếc cho các em. Cô nhé. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vâng. Xin phép cô là cứ chủ động trao đổi nha cô nhé. Vâng ạ, vâng. Dạ, cảm ơn cô. Mời các em đi. Mời các em, chúng ta còn 5 phút nữa thôi. Em lại hỏi tiếp đi. Thầy biết nhu cầu các em, nếu hôm nay không giải quyết được thì thầy sẽ bàn với trường để có thêm những cái chương trình để giải quyết cho các em tiếp. Bạn nào mệt cứ thoát ra bình thường nhé, không cần phải chào hỏi đâu, các em cứ mệt rồi thì nghỉ.
đến giờ nấu cơm thì cứ nấu, bạn nào cần hỏi cứ hỏi. Thầy hỗ trợ các em định hướng nghề nghiệp. Dạ Em cháu cô đứng già. vâng. Bạn nào đấy, tắt mic đi nhá. Ok, xin mời các bạn đi. Thầy Thái không biết là ở ở ở đâu đấy ạ? Ở bên trường à? Hồ Chí Minh. À, thầy là đối tác bên ngoài vào dự thôi đấy ạ. Cảm ơn thầy thầy Thái. thầy thầy Thái là cùng với BTH thì ở đó thầy À, vâng ạ, vâng, cảm ơn các thầy ạ. Dạ. Cũng xin lỗi các thầy bởi vì hôm nay cái thời lượng thì chúng ta tập trung vào bây giờ giải đáp các em nó hỏi cái gì thì cứ đúng mảng của ai ta trả lời. Mời các em đi, mời các em, còn 5 phút nữa thôi, bạn nào muốn hỏi không hay là nếu mà bây giờ hết câu hỏi rồi chúng ta cho chàng pháo tay. Em chưa biết mình sẽ làm nghề gì thì bây giờ cần cái gì Tuấn Minh, thầy vừa nói rồi, nếu như chưa biết, kể cả bạn biết rồi còn chưa chắc đã đúng cơ mà. Tuấn Minh, nếu đang nghe thầy nói từ đầu đến giờ, nếu chưa biết thì cần phải làm gì? Có ba cái hình thức để mà để mình biết mình là ai ở đời, phải biết mình là ai chứ, thì không ra đường nó hỏi thế thì mày có biết tao là ai không, lại bảo không biết thì chết Thầy là thầy à. giáo. Em thứ nhất là em có thể là tìm hiểu các công cụ phân tích như thầy đã vừa giới thiệu nhé. Thứ hai là em có thể là gì, hỏi những người có chuyên môn đúng không trong cái lĩnh vực đó để tư vấn. Thứ ba là em làm gì, tìm hiểu tham quan trải nghiệm các cái nghề mà em đang quan tâm. Còn cụ thể như nào thì lúc nãy thầy đã nói rồi, nhưng không ấy thì các em lại vào cái link đi, anh Thiện gửi lại cái link đi. 29:30 này dành ra 2 buổi tối, mỗi buổi có 2 tiếng rưỡi thôi, thầy sẽ tư vấn và giới thiệu các cái công cụ cho em. Sau cái buổi đó thì chắc chắn em sẽ phải làm được cái trắc nghiệm để biết mình phù hợp với nghề gì, và đấy là công cụ khoa học để nó phân tích em, không phải thầy nói. Thầy nói có khi thầy quý em là ui trông nhanh nhẹn thế thì làm cái này, nhưng chắc gì đã đúng, công cụ nó phân tích ra và nó sẽ trả lời cho em kết quả Thầy nói nhé. câu Yên rất tâm. chuẩn, em đồng ý ạ. Ok nhé Tuấn nhé, à Tuấn Minh nhé. Em nhiều sự lựa chọn là cái, có những người không có lựa chọn để buồn nhé, nhưng mà người có 2 sự lựa chọn trở lên không biết chọn cái gì cứ lăn tăn đúng không em nhé. Tuấn Tuấn Minh kích vào cái link của anh Thiện đi thì nó sẽ dẫn cho em vào cái lớp học hôm tới nhé. Em không phải đăng ký gì cả đâu, cứ vào đấy là hôm tới mọi người báo cho em là em vào dự thôi. Học thấy phù hợp, thấy hữu ích thì mình học mà, cái gì mình thiếu thì mình bổ sung. Ok em. Dương Quốc Anh này, em thích cơ khí và công nghệ thông tin nhưng em lại không giỏi tiếng Anh, Thầy có chắc cách không nào để nên tôi theo làm công nghệ giỏi thông quá không? tin. Công nghệ thông tin là cuốn sách này đây đúng không, IT đây đúng không, của Quốc Anh đó. Về tiếng Anh thì như này, hôm tới thầy đang ký ký kết với một đối tác về vấn đề là gì, xóa cái mất gốc tiếng Anh cho các bạn. Và bên thầy thì không dạy được tiếng Anh nhưng mà biết là tiếng Anh rất cần, bởi vì em mở cửa ra thế giới. Thực ra đi vào trong lĩnh vực công nghệ, làm lĩnh vực ngành nghề gì, bây giờ tiếng Anh có rất là tốt. Bây giờ mình đọc tài liệu không đọc được, giao tiếp không giao tiếp được, nói chuyện không nói chuyện được thì làm sao mà chúng ta tiếp thu kiến thức được, chứ chưa nói là mình làm việc. Thế nên cái này thì thầy không dám hứa, nhưng mà nếu mà bạn Quốc Anh quan tâm đến việc mà nâng cao trình độ tiếng Anh thì sau này sẽ liên hệ với thầy nhé, có Facebook rồi liên hệ, thầy sẽ gửi cho em các cái khóa đào tạo về tiếng Anh hoàn toàn miễn phí nhá, không mất tiền đâu, yên tâm, xóa mất gốc luôn. Các chuyên gia rất là Alo, uy có tín đi họ ra sẽ con đấy dạy không? Có đi ra rồi. Quốc Anh nhé. Tuấn Minh cứ cứ vào Facebook hoặc là fanpage của thầy cũng được nhé. Zalo thì nó hơi bị đầy nên thầy không ít kết bạn được. Ok, xin mời các bạn tiếp theo đi. Chúng ta còn 2 phút nữa. Chúng ta dành cho 2 ý kiến cuối cùng. Hai bạn nào muốn hỏi? Có bạn nào muốn lên hình trực tiếp không? Bạn nào muốn lên hình thì giơ tay nào. Ôi, mất gốc tiếng Anh thì nhiều lắm, yên tâm. Bây giờ mới thấy như mấy cô gái à. Bạn Mai bây giờ mới xuất hiện đây. Thầy biết mà, thế nên thầy mới tìm đối tác nhé. Tiếng Anh là nhiều người thiếu, trong môi trường mình học nhiều khi không được giao tiếp, không được tương tác, kể cả có những bạn mà học thì tốt nhưng mà lại giao tiếp kém, nên thầy sẽ cố gắng kết nối đối tác về để có những cái chương trình đào tạo miễn phí cho các em nhé. Gì thế, ok, có ai hỏi gì nữa không? Nếu các em không hỏi gì thì mời bên ban tổ chức ạ, mời cô Lý bên nhà trường, mời thầy Đức Có, ạ. em muốn hỏi một câu đấy rồi. À đấy, khổ quá, ai đấy? Ai? Em Bạn nào đấy? Đâu, thầy không nhìn thấy ai à? Đâu, ok em hỏi đi. Đâu? Đâu? Alo. Mạng em nó hơi lag.
Hơi vang đúng rồi, bên em bật hai thiết bị thì phải. Nếu không anh chat lên đi. Câu cuối cùng nhá. Xong để ban tổ chức còn hình như có cả thầy cô giáo cho 35 triệu nhà mình dự đấy. Ngày xưa giỏi tiếng Anh, bây giờ thích tiếng Nhật. Cảm giác hối tiếc khi không học. Ơ kìa, bây giờ thích thì vẫn học. Ông học lớp 12 mà cảm giác như kiểu cụ 92 tuổi ấy, cụ ơi. Cụ Quốc Anh ơi, cụ làm gì mà ghê thế, bây giờ cụ học vẫn có muộn gì đâu. Cụ bằng tuổi con tôi nhưng mà tôi vẫn phải đi học mà cụ. Trời ơi, lo cái gì em, không lo gì cả nhé. Thầy có một đứa cháu sinh năm 99, hơn anh em mấy tuổi. Kể thêm nốt câu chuyện này để các em biết là cái con đường mà chúng ta khám phá được cái sự yêu thích nó không phải là tự nhiên biết thích đâu. Thầy cái đứa cháu, mà nhìn thấy thích. Cháu thầy cho em. Cháu thầy là con trai. Nghe thôi, nghe đi, nghe đi. Bây giờ nghe thầy giới thiệu nốt đi. Nốt câu chuyện này. Sinh năm 99, bạn tên là Đức. Bạn này là ngay từ cấp 2, cả nhà đã định hướng bạn đi đi du học ở Mỹ. Chị thầy lấy chồng chưa? Và đến khi bạn đi học xong lớp 12 là bạn đi bắt đầu đi Mỹ. Nhưng bạn đi sang Mỹ đúng 6 tháng bạn đi tự bỏ về. Bạn đi không thích. Bạn bảo sang Mỹ là không phù hợp. Nhưng mà tiếng Anh bạn này hoàn toàn tự học, không học thêm gì cả. Bạn đi tự học để đi du đi sang Mỹ học. Nhưng sau đó bạn đi thôi, bạn về Việt Nam. Về Việt Nam thì sang lớp 12 đi thì về Việt Nam lại học, phải học lại. Học lại mà một ngày đẹp trời là bạn học trường Lomonosov. Cô giáo chủ nhiệm dạy môn vật lý mới gọi điện cho mẹ bạn ấy là bạn Đức bị không điểm môn lý. Thế thì mẹ mới hỏi thế tại sao con lại không điểm? Bảo vì con viết bài nhưng mà con không nhớ tiếng Việt, nó là gì từ gì nên con viết bằng tiếng Anh. Thế là cô giáo không chấm được, cô cho không điểm. Và vừa rồi bạn đi thi vào trường đại học khoa học tự nhiên, bạn đi học chuyên về lý. Bây giờ bạn ấy chỉ có bảo là bây giờ bất kể nước nào trên thế giới mời cũng không đi. Bạn ấy được nhà trường cho 4 tháng đi học ở bên Hàn Quốc nhưng bạn ấy không đi. Bạn đi thi tiếng Anh là thi lần 1 được 8,5. Bạn bảo chưa được, bạn thi lại lần 2, thầy cho bạn 6 triệu thi lại, được 9.0 IELTS. Nhưng bạn đi tự học tiếng Nhật, không đi học thêm một tí nào hết, tự học ở nhà. Và bạn đi bảo là bây giờ bạn đi cố học xong đại học, bạn đi sẽ xin học bổng để làm tiến sĩ ở Nhật. Bạn đi rất thích Nhật. Nếu em quan tâm đến Nhật hôm nào cho nói chuyện, hai ông nói chuyện với nhau nha. Chia sẻ. Quốc Anh ở chị bạn có người yêu rồi. Quốc Anh ở chị bạn có người yêu rồi. Ok nhé, giới thiệu như vậy rồi. Chắc là bây giờ thầy cảm ơn các em nhé. Quay trở lại với ban tổ chức, mời các thầy cô trong ban tổ chức để chúng ta làm nốt cái công việc cuối giờ. Xin mời thầy Đức, mời các thầy cô ạ. Trân trọng cảm ơn thầy Lê Anh Tuấn đã dành cả buổi chiều ngày hôm nay giảng giải những cái nội dung rất là bổ ích cho học sinh của trường Trung cấp Nghề Cơ khí 1 Hà Nội. Và cũng trân trọng cảm ơn cô Lý đại diện cho ban giám hiệu nhà trường cũng đã dự đầu đến giờ và cũng đã tiếp thu những cái nội dung mà bên trung tâm muốn truyền tải cho các em học sinh của nhà trường. Và đặc biệt thì thay mặt ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các em cũng đã dành thời gian để lắng nghe những cái chia sẻ, đây là những cái kinh nghiệm, những chia sẻ của trung tâm, của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội là đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hà Nội và đem lại những cái giá trị của Đoàn Thanh niên Hà Nội dành cho các bạn học sinh sinh viên với cái tinh thần là hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ. Và cũng rất mong muốn là các bạn sẽ có những câu hỏi, những cái thắc mắc mà không được trao đổi trực tiếp trên thời gian của ngày hôm nay thì các bạn có thể gửi lại thông tin, gửi lại câu hỏi thông qua ban giám hiệu trường hoặc là qua fanpage của trung tâm thì chúng tôi sẽ tiếp nhận và sẽ có những cái giải đáp, hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trong thời gian tiếp theo. Trong cái thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ thì cũng rất là ngắn, những thời lượng thông tin để truyền tải cho các bạn cũng chỉ gọi là sơ bộ. Tuy nhiên thì nó cũng là cái nền tảng để chúng ta xác định là chúng ta cần cái gì, chúng ta mong cái điều gì trong cái thời gian sắp tới. Thì rất mong là ban giám hiệu nhà trường, các thầy các cô
cùng đồng hành với các em, và có điều gì mà cần chúng tôi sẽ đồng hành cùng hỗ trợ cùng, thì các thầy cô sẽ tiếp nhận lại cái thông tin của các em và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng đồng hành, cùng giải đáp, cùng tư vấn, cùng hỗ trợ để chúng ta làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho các em trong hành trình tiếp theo. Và một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ Lê Anh Tuấn. Xin được trân trọng cảm ơn anh Hưng, đại diện cho anh Hà Xuân Hưng, đại diện cho đơn vị THTG của Việt Nam đã cùng tham gia trong buổi ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn ban giám hiệu nhà trường trung cấp nghề cơ khí 1 Hà Nội. Xin được trân trọng cảm ơn cô Lý, đại diện cho nhà trường đã dự từ đầu đến cuối. Cũng mong muốn là thông qua cái buổi ngày hôm nay, cô cũng sẽ tiếp nhận được những cái chương trình, cái nội dung, mặc dù nó chỉ là rất là nhỏ thôi, hiện nay là trung tâm còn rất nhiều cái nội dung khác, chương trình khác. Tuy nhiên thì cũng muốn truyền tải lại để cho các thầy các cô trong nhà trường, các em sẽ cùng tiếp cận và sẽ có sự quan tâm. Thì bên Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội, trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, sẽ dành thêm những thời gian nữa để chia sẻ, hỗ trợ và tư vấn thêm cho học sinh của nhà trường từ khối cấp 2. Báo cáo cô Lý như vậy là từ khối cấp 2 chứ không chỉ riêng cho khối lớp 12. Chúng tôi là khối học sinh và sinh viên từ 14, 15 đến 27 tuổi. Thế nên chúng tôi cũng sẽ đồng hành hỗ trợ cho nhà trường trong tất cả các khối chứ không chỉ riêng khối 12. Và cũng hy vọng là đây là cái bước khởi đầu để cho nhà trường cũng sẽ có những cái bước tiếp cận mới về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong cái ngành giáo dục của chúng ta. Và một nữa xin được trước khi kết thúc thì ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời cô Lý, đại diện nhà trường, cũng sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô Lý ạ. Em cảm ơn các thầy. Thưa toàn thể các thầy cô, các em học sinh trong phòng Zoom của học này, tôi cũng xin thay mặt cho các thầy cô và các em học sinh khối 12 của nhà trường thì có đôi lời phát biểu như sau. Trước hết thì đây là một cái chuyên đề hướng nghiệp đã tạo cho các em học sinh khối 12 của nhà trường có một sự hứng khởi, có thể nói là không nhỏ. Khi chúng tôi thông báo cho các em thì các em cũng rất là háo hức được vào một cái phòng học như thế này để tiếp nhận được những cái thông tin mới. Cái thứ hai nữa là qua theo dõi buổi học ngày hôm nay thì bản thân thầy và trò chúng tôi vừa cũng là kết nối với các bạn qua các cái nhóm của các lớp, thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái chuyên đề rất là có ý nghĩa và nó cũng vô cùng thiết thực trong tại cái thời điểm hiện nay, bởi vì nó cũng đã giúp cho các em có một cái định hướng đúng đắn về việc làm cũng như là về cái cơ hội các em có thể vừa học vừa làm ở trong nước và nước ngoài. Thế thì cũng không biết nói gì hơn, ở cái phần cuối buổi học thì thay mặt cho thầy giáo, cô giáo và học sinh khối 12 toàn nhà trường thì xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy giáo Lê Anh Tuấn, cảm ơn thầy Hà Xuân Hưng đã chia sẻ những cái nội dung trong buổi chuyên đề đầy ý nghĩa này, và tôi xin hết rất là mong nhận được những cái chuyên đề thiết thực hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa đối với học sinh của khối 10, 11, 12. Và tôi xin hết ý kiến và xin trân trọng cảm ơn các thầy, trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn cô Lý. Xin được chia sẻ với cô và toàn thể các thầy cô giáo trong nhà trường thì hiện nay ấy, là cái chuyên đề mà tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên ấy, thì là chúng tôi cũng có các cái chuyên đề đối với cả lớp 10 riêng, lớp 11 riêng, lớp 12 riêng, bởi vì một cái chuyên đề xuyên suốt từ lúc các em học từ cấp 2 đến khi các em lên cấp 3 và lên đại học, nó là cả một cái chương trình chứ không chỉ riêng là lớp 12. Bởi vì đối với lớp 12 thì nó đang là thiết thực nhất là chọn trường, nó là chọn trường chọn nghề, thì chỉ là cái gọi là mình giải quyết ngay cái gốc, cái ngọn thôi, còn cái gốc nó phải xuất phát điểm từ lúc ban đầu. Thì chính vì vậy mà cái chương trình hướng nghiệp của trung tâm xây dựng ấy thì là chúng tôi xây dựng từ những cái năm đầu của cấp 2 và năm đầu của cấp
để trong 3 năm cấp 3 thì các em sẽ được xây dựng và em hướng dẫn cho các em có một cái lộ trình, có một kế hoạch để hoạch định cho cái tương lai của mình, ít nhất là trong vòng từ 8 đến 10 năm và đến dài hạn là 15 năm sau khi kết thúc cái năm đại học. Và các em sau khi thì em chọn được cái ngành, cái nghề mà tại thời điểm đó có thực sự là có nhu cầu của xã hội, chứ không phải là khi học xong mình lại làm những việc mà nhu cầu của xã hội không còn nữa. Thì đấy là cái mong muốn và cái nhu cầu của các em, chúng tôi cũng đang tìm kiếm, đang xây dựng và cùng đồng hành để hỗ trợ. Thì một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã dành một buổi chiều ngày hôm nay buổi học của các em. Xin được trân trọng cảm ơn các em đã có thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, và tổ chức cũng trân trọng gửi tới các thầy các cô các em là chúng tôi còn rất nhiều những cái buổi tư vấn hướng nghiệp, có thể là trực tiếp, có thể là qua online. Chúng tôi cũng sẽ gửi đường link để trân trọng kính mời các thầy các cô các em có quan tâm sẽ cùng tham gia của tư vấn. Và với trách nhiệm của thành đoàn là đơn vị tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thủ đô, thì chúng tôi sẽ đồng hành với nhà trường trong công tác tư vấn hướng nghiệp cho các em, và rất mong được sự hợp tác của thầy yêu cô và các em trong những chương trình tiếp theo. Thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy Lê Anh Tuấn, thầy Hà Xuân Hưng đã dành thời gian chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái nội dung rất bổ ích cho anh em trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được tuyên bố kết thúc chương trình tư vấn hướng nghiệp ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy cô. Xin chào thầy Hương, chào thầy mọi cô. Người ạ. À. Và hẹn chương trình tiếp theo. Vâng, xin chào các thầy, chào các em học sinh. Xin cảm ơn anh Thiện đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Gửi anh Thái thông tin liên hệ nhé. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Tại vì Thái thấy cái chương trình của anh Tuấn rất là hữu ích cho những bạn trẻ, và hiện tại Thái cũng đang trong của một trong những thành viên của cộng đồng startup khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Và Thái cũng là một trong những thành viên của Viện Giáo dục Đào tạo của coi như là cho các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì cái này là cái công việc. Anh là... Thái ơi, xin phép anh Thái này, mình chờ một tí đi để các em nó ra, xong anh Thái có phải bảo mấy anh em bên mình ở lại ta nói chuyện thêm một tí cũng được. Ok. Và nhé. Chào các bạn nhé. Các em xong rồi các em các anh chị ở bên TEHTG nếu có thời gian chúng ta ở lại với nhau nói chuyện một chút cũng được.